chương 3720, cuồng phong điểm tích phân. Đi, ý nghĩ của Lăng Hàn xoay chuyển một cái. Vèo, một tiểu kiếm từ dưới đất nổi lên trong không trung, sau đó tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt lại tăng lên tới gấp 3 lần vận tốc âm thanh, nhanh cũng không có âm thanh. Phụt, tiểu kiếm bắn vào từ tay trái của hôi nham thú. Một kiếm này quá nhanh, hơn nữa vừa lúc là góc chết trong phạm vi tầm nhìn của hôi nham thú, vừa không có một chút âm thanh nào truyền ra. Mãi đến khi phi kiếm sắp bắn tới, hôi nham thú mới điều tra ra. Lúc này còn muốn trốn, tất nhiên là chuyện không thể nào. Tiểu kiếm sắc bén tới mức nào, hơn nữa gấp 3 lần vận tốc âm thanh gia tăng vào lực lượng, trực tiếp đi đến trong đầu hôi nham thú. Ngang, con yêu thú này nhất thời phát cuồng, tuy rằng nhận vết thương chí mạng, nhưng bởi vì kiếm còn đang cắm vào nơi đó, lấy lực sinh mạng của cực cốt cảnh, nó hoàn toàn có thể chống đỡ một hồi. Nó điên cuồng nhào về phía lăng hàn, ầm, khí huyết đã sôi trào, không chỉ lực lượng tăng vọt, tốc độ cũng đạt tới khoảng gấp 2,3 lần vận tốc âm thanh lang hàn vội vàng né tránh trước đó hắn cũng không có phi vận chuyển toa bộ tới cực hạn tốc độ lại nâng cao bên kia hắn sử dụng lực tinh thần bất chợt kéo một cái phụt chỉ thấy một chùm máu tươi giống như gió bão bay ra phi kiếm đã từ trong tay trái của hôi nham thú bay ngược ra ngoài ầm hôi nham thú nhất thời gục trên mặt đất hai tay hai chân co quắp kịch liệt rất nhanh lại ngừng lại phù phù Lăng Hàn thở dốc, lấy tu vi hoán huyết cảnh, hơn nữa còn là nhất biến lại giết yêu thú cực cốt cảnh. Cho dù hắn không phải người đầu tiên từ cổ trí kim, nhưng người có thể hoàn thành hành động vĩ đại như vậy tất nhiên cũng hiếm như lông phượng và sừng lân. Chỉ cần sử dụng thật tốt lực tinh thần, lực phá hoại tuyệt đối không kém gì bí lực. Đương nhiên không thể chính diện chống đỡ được, nếu không với lực lượng của Lăng Hàn hiện tại chừng 10 cân, ngay cả một người bình thường cũng thua. Hắn mở ra quang não kiểm tra, Phát hiện điểm tích phân của mình đừng nói là vào tới đầu tiên đi, thậm chí vẫn còn là một số không đáng thương. Đây cũng là do phía sau phải xác nhận thực lực của con hôi nham thú này, cho nên cần tốn một chút thời gian. Hắn không vội, lấy đoạn kiếm gãy xẻ con hôi nham thú ra. Đây chính là yêu thú cực cốt cảnh, máu thịt khẳng định là đại bổ. Đáng tiếc, nơi này có quản chế, Lăng Hàn cũng không muốn lộ ra bí mật về dưỡng nguyên hồ lô, chỉ có thể lấy một ít bộ phận quan trọng. A, à, đồ chơi này Thời điểm Lăng Hàn cắt đến hạ thể hôi nham thú, phát hiện ra một thứ thật dài. Thú tiên dài như vậy, Lăng Hàn nhe răng, ăn cái này nào khẳng định bổ chết, lấy ra bán đi, tin tưởng sẽ có rất nhiều nam nhân bỏ ra cái giá lớn. Cát, tuy rằng hắn không ngừng vứt bỏ, nhưng cắt ra vẫn là một bọc thịt thú lớn, khiến cho hắn thở dài. Vậy phải đi tìm một góc chết của quản chế, ném thịt vào trong hồ lô thôi. Cứ khiêng thế này thật sự quá ngốc, trong thời gian hắn bận rộn, nhân viên ở hậu phương cũng xác nhận được đẳng cấp của con hôi nham thú này điểm thích phân của hắn lập tức xuất hiện biến hóa bên ngoài bãi săn bắn quảng trường a à, a à, tình huống gì vậy thế nào lại có người đột nhiên xông lên vị trí thứ hai mọi người đều chấn động kinh ngạc nhìn cái tên mới xuất hiện ở trên bảng danh sách hiện tại đã qua nửa ngày cũng không phải là thời điểm vừa bắt đầu thi đấu giết thêm một con giết ít một con yêu thú thông mạch cảnh đều có thể khiến cho bảng danh sách biến hóa lớn hiện tại thành tích của mọi người đều ổn định, thứ tự chỉ có thể vượt qua từng tầng một, làm gì có chuyện trực tiếp gây ra cú sốc. Lang Hàn, Lang Hàn là ai? Tần Thập Tam, người rời khỏi học viện quá lâu, cũng không biết hiện tại đã xuất hiện một Hồng Thiên Bộ thứ hai sao? Ai, lại người này, người nói đùa sao? Hồng Thiên Bộ loại quái vật 100 năm, một ngàn năm cũng chỉ có thể xuất hiện một lần này, làm sao có thể có Hồng Thiên Bộ thứ hai? Xem trước chiến tích của hắn một chút đã, trên bảng danh sách mỗi người, ngoại trừ tên và điểm ra, còn có chiến tích của từng người. Mỗi một con yêu thú bị giết đều sẽ có kỹ ghi chép càng tỉ mỉ. Ví dụ như con yêu thú này là cấp bậc gì, có thể nhận được bao nhiêu điểm. Không giống với thành tích của những người khác thế nào cũng có vài con bị giết chết. Nhất là Hồng Thiên Lượng, xếp thứ hạng đầu tiên, số lượng yêu thú giết chết cũng đã lên 20 con. Ở trong chiến tích của Lăng Hàn, liền chỉ có một. Hồi nham thú thành niên, nhất cốt, điểm tích phân 300. Nhìn thấy được tin tức này, đoàn người trên quảng trường nhất thời nổ tung. Cái gì, hôi nham thú thành niên, nhất cốt, đua gì thế, một hoán huyết cảnh giết được nhất cốt, nhìn tư liệu của Lăng Hàn, 19 tuổi, hoán huyết nhất biến. Cho dù gia hỏa này che giấu tu vi, nhưng tối đa là nhị biến. Bởi vì thời điểm hắn tiến vào học viện chỉ là thông mạch cảnh. Mới qua một tháng như thế, dù thế nào nhiều lắm cũng chỉ bước vào nhị biến, vượt qua một cảnh giới lớn còn có thể giết chết kẻ địch. Nói cách khác, Chiến lược chân chính của Lăng Hàn thậm chí vượt qua nhất cốt. Nếu không, hắn chỉ có thể bại không có khả năng giết. Khẳng định nhầm, đúng vậy, hoán huyết cảnh giết cực cốt cảnh, tưởng là Hồng Thiên Bộ sao? Ách, người này hình như thật sự có danh xưng là Hồng Thiên Bộ thứ hai. Mọi người đều ồ lên, chiến tích như vậy quả thực sáng ngủ mắt người khác, nếu không phải Hồng Thiên lượng cũng giống như uống máu gà, giết chết hơn 20 con yêu thú hoán huyết cảnh, sợ rằng Lăng Hàn thoáng cái đã vượt qua. Mau đi xem phương pháp ghi hình một chút. Xem rốt cuộc là giết thế nào. Tất cả mọi người muốn đi tìm kiếm đoạn ghi hình, nhưng Lăng Hàn cùng Hôi Nham thú chiến đấu thật sự quá nhanh. Máy theo dõi căn bản không có cách nào bắt được, tất cả đều là từng tàn ảnh, chỉ có thể nhìn thấy đánh một hồi, Hôi Nham thú lại nhào ngã. Hình như Lăng Hàn đánh ra pháp khí lợi hại nào đó, trực tiếp xuyên thủng đầu Hôi Nham thú. Các ngươi nhìn, nơi này có một đạo hàn quang từ trong tai trái Hôi Nham thú bay ra. Tuy rằng không nhìn thấy quá rõ, nhưng vẫn có thể bắt được Đúng vậy, mọi người đều gật đầu, cái này nói còn xuôi được, dùng tới pháp khí nói, hoán huyết cảnh quả thật có cơ hội giết chết cực cốt cảnh. Trường 3721, Hoàng Tước ở phía sau. Ai, làm ta khiếp hãi đến mức sợ bóng sợ gió một hồi. Còn thật sự cho là có người yêu nghiệt như vậy, không ít người cho rằng Lăng Hàn có thể giết hôi nham thú chính là nhờ vào uy lực của pháp khí, lập tức lại tồn tại ý khinh thường. Nhưng cũng có vài người vẫn chấn động kinh ngạc trước đó chỉ cho rằng con hôi nham thú này còn chưa thành niên, hay là hoán huyết cảnh. Nhưng nếu xác nhận nó chính là nhất cốt, vậy đủ khủng khiếp. Lăng Hàn cùng con yêu thú này đánh lâu như vậy, cuối cùng lại không có một lần nào bị đánh trúng thân thể. Tốc độ này quá kinh người, trận chiến đấu này rằng có đủ 17 phút, cho dù Lăng Hàn sôi trào huyết khí cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Hơn nữa từ trong hình có thể thấy, hắn cũng không có dùng con át chủ bài này. Hoán huyết cảnh có thể phát ra tốc độ gấp hai lần vận tốc âm thanh, điều này quá kinh người. Trong bãi săn bắn, Hồng Thiên lượng lại giết chết một con yêu thú hoán huyết cảnh, thân thể khổng lồ ngã xuống, chấn động tới mức mặt đất đều khẽ run lên. Hắn lộ ra nụ cười nhạt, hắn không khỏi nghĩ đến ca ca của mình. Tuy rằng người này là bóng ma, ma chướng trong lòng hắn, nhưng không thể không thừa nhận, người đó cũng cho hắn trợ giúp cực lớn. Ví dụ như lần này, được sự giúp đỡ của Hồng Thiên bộ hắn tiến vào một tòa di tích cổ rèn luyện chẳng những nhận được rất nhiều bảo vật khiến cho tu vi tiến nhanh đồng thời còn mở ra một năng lực mới chiến lực so với nhị biến bình thường không biết hơn cường đại bao nhiêu sau khi chiến lược đại thành tuy rằng hắn không xem lăng hàn làm đối thủ nhưng hắn vẫn sẽ đánh với lăng hàn một trận một là rửa nỗi nhục hai là đoạt lại dưỡng nguyên hồ lô chờ sau khi hắn xác định vị trí thứ nhất không gì phá nổi hắn sẽ đi tìm lăng hàn theo thói quen hắn mở ra quang não kiểm tra điểm của mình Đương nhiên đứng vị trí đầu tiên, điểm lại cao tới hơn 400, một con số đẹp, a, à, hắn bất chợt nhìn thấy được cái tên phía dưới mình, Lăng Hàn. Gia hỏa này thế nào lại đột nhiên nhô ra? Lòng hư vinh của Hồng Thiên Lượng vẫn rất mạnh, mỗi khi hắn giết chết một con yêu thú, hắn đều sẽ nhìn bảng danh sách một chút. Mỗi lần kết quả đều là tên của hắn cùng người thứ hai liên tục tăng thêm tranh lệch. Cho nên, thình lình nhìn thấy được Lăng Hàn xuất hiện, tất nhiên khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc, nhất thời kinh sợ hắn tiếp tục nhìn chiến tích của lăng hàn sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm trọng giết chết yêu thú nhất cốt chỉ có là dựa vào uy lực của pháp khí hắn lãnh đạm thản nhiên nói ánh mắt nhìn về phía trước cũng được ta liền xông đi khu vực thứ ba đánh bại người này đoạt lại dưỡng nguyên hồ lô hắn bắt đầu xuất phát về phía khu vực thứ ba đương nhiên dọc đường đi hắn cũng sẽ giết chết yêu thú tiếp tục tăng thêm điểm cho mình a à, tiểu tử này lại có thể giết chết một con yêu thú cực cốt cảnh Trần Thánh Kiệt kinh ngạc kêu lên, chỉ là dựa vào uy lực của pháp khí thôi, không cần để ở trong lòng. Trần Kinh Nghiệp lập tức nói, bốn người bọn họ nhất định không có khả năng đoạt được ngôi vị hoàng đế. Nhưng tình cảm huynh đệ ngược lại tương đối tốt, bởi vì bọn họ không cần phải lục đục với nhau. Nhanh lên một chút, chúng ta còn cách khu vực thứ ba đã không xa. Bốn người đi nhanh, sau khi xuyên qua thung lũng, bọn họ đi tới nơi lăng hàn cùng hôi nham thú chiến đấu kịch liệt. Ở đây vẫn lưu lại vết tích của đại chiến, còn có thi thể hôi nham thú hãy còn đang nhỏ từng giọt máu tươi. Cửu thập thất, người làm gì thế? Trần Đức Dương hỏi, Trần lực hành đảo mắt qua hôi nham thú. Hắn rất nhanh lại phát ra tiếng gầm thét giận dữ. Đồ khốn kiếp này, hắn lấy đi tiên thú của hôi nham thú. Thứ này đối với nam nhân mà nói lại là vật đại bổ. Có người nói có thể khiến cho tiểu huynh đệ cứng rắn như đá, chuyên trị các loại sớm. Trần Đức Dương sừng sốt, a à, cửu thập thất, người vội vàng như vậy làm gì? Lẽ nào phương diện kia của ngươi không được? Lan, ngươi mới không được, cả nhà ngươi đều không được." Trần Lực hành thẹn quá thành giận, Trần Kinh Nghiệp nghe không nổi nữa, nói: "Đừng quên, chúng ta đều là một nhà, cả nhà đều không được, vậy đám người con cháu của bọn họ là do ai sinh?" "Đi, mau đuổi theo, tiểu tử kia chắc hẳn ở cách đó không xa." Trần Thánh Kiệt nói, bốn người tăng nhanh tốc độ, men theo dấu vết lăng hàn lưu lại vội vàng đuổi theo. Bên kia, ngoài bọn họ còn có cổ hãng minh đang nhìn chằm chằm vào lăng hàn chịu trách nhiệm chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ rất nhanh bọn họ lại thông qua đánh bọc ngăn chặn lăng hàn ở ngoài một rừng rậm hừ 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 bốn người đều là phát ra cười lạnh lăng hàn vẫn luôn tìm kiếm con mồi tiếp theo nhưng yêu thú cực cốt cảnh quá ít vòng vo một hồi lại ngay cả rắm cũng không có thấy ai có thể ngờ được vừa từ trong rừng đi ra trước mặt lại có thể sẽ nhìn thấy trần thánh kiệt và trần lực hành mà ở phía sau hắn trần đức dương và trần kinh nghiệp cũng chậm rãi đi ra thoáng cái hắn lại rơi vào trong vòng vây của bốn người chỉ có điều hắn tất nhiên không sợ hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên cây to bên trái có máy theo dõi không cần nhìn cái máy theo dõi này chúng ta đã sai người đóng lại rồi trần kinh nghiệp thản nhiên nói cho nên ngươi đừng hy vọng có người sẽ đến cứu ngươi đóng dù sao cũng là hoàng tử quyền lực thật đúng là lớn lang hàn âm thầm vật đầu vậy là tốt rồi nếu không hắn ra tay sẽ có phần lo lắng. Hiện tại, có thể thỏa thích đánh một trận, trước hết giao quang não ra, Trần Đức Dương lập tức kêu lên, chưa xử lý đoạn ghi âm này, hắn trước sau khó có thể yên lòng. Quỳ xuống, Trần Lực Hành lại quát, Lăng Hàn không khỏi bật cười, nói, các ngươi một người một câu, đến cùng là muốn ta làm thế nào. Bốn người Trần Kinh Nghiệp đưa mắt nhìn nhau, bọn họ chỉ cảm thấy Lăng Hàn bình tĩnh ung dung có chút quá đáng. Không nên nói nhiều lời vô nghĩa với hắn làm gì trước hết kéo hắn xuống, lại hung hăng đánh một trận, dạy hắn làm người như thế nào đã. Trần Thánh Kiệt không nhịn được nói, được, ba người khác đều gật đầu, chúng ta biết ngươi có một cái pháp khí lợi hại, chỉ có điều, càng là pháp khí uy lực cực lớn, lúc kích phát tiêu hao lại càng lớn. Ngươi lấy nó giết chết một con yêu thú cực cốt cảnh, hiện tại cho dù còn có thể kích phát pháp khí, lại có thể duy trì liên tục được bao lâu. Trường 3722, đốn ngã, không muốn chịu quá nhiều cực khổ, quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Bốn gã hoàng tử mỗi người một câu, đều là lấy thế từ trên cao nhìn xuống để nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha hả bốn vị nói cũng cực khổ rồi, có muốn tới uống chén trà hay không? Làm càn, gian ngoan mất linh, ra tay, bốn gã hoàng tử đều giận dữ, ra tay, nhất thời, bốn kinh lực đánh tới, khiến cho bụi bặm bay khắp bầu trời. Hiện nay Thánh Hoàng chính là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ, Tuy rằng huyết mạch hắn yêu tú để cho hoàng tử ra đời sớm nhất thừa kế, nhưng bốn người này dù sao cũng là giống loài của Trần Phong Viêm, mỗi người đều là tu vi ngũ biến đỉnh phong. Lực sóng đánh qua, uy lực đáng sợ, lăng hàn hư một tiếng, trực tiếp dùng quyền đáp lễ. Âm âm âm, kinh lực tuôn trào hỗn loạn, năm người triển khai chiến đấu kịch liệt. a à, chiến lực của tiểu tử này thật đúng là mạnh. Mọi người đều nói hắn là hồng thiên bộ thứ hai, xem ra quả thật có có chút tài năng, lão cửu thập cửu người sử dụng huyết khí sôi trào được trần lực hành lập tức sôi trào huyết khí điên cuồng nâng cao chiến lược của mình sau đó một bước đá về phía lăng hàn phát ra sóng kình phong phá vỡ không khí hóa thành lực sóng giống như lưỡi đao hắn vừa bạo phát như thế áp lực của lăng hàn lập tức gia tăng lên mãnh liệt dù sao hắn chỉ là nhất biến đỉnh phong phải sử dụng tuyệt chiêu sao lăng hàn cười nhạt phi toa bộ triển khai hắn lập tức lao tới tới tốc độ gấp hai lần vận tốc âm thanh Hoán huyết cảnh nắm giữ tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh, đây là khái niệm gì? Có nghĩa là không có một hoán huyết cảnh có thể đánh trúng hắn, trừ khi cũng có thể nắm giữ tốc độ như vậy. Âm 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 âm, bốn đạo công kích đều đánh hụt. Cái gì, bốn người trần kinh nghiệp đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Lăng Hàn lại có thể nắm giữ tốc độ cao như vậy. Chỉ dựa vào điểm ấy, Lăng Hàn ở bên trong hoán huyết cảnh đã là vô địch. Tuy rằng trần lực hành sôi trào huyết khí, lực lượng tăng vọt, tốc độ cũng đột nhiên tăng mạnh, nhưng còn xa mới có khả năng đạt được gấp hai lần vận tốc âm thanh. Nơi này hẳn là cực hạn hoán huyết cảnh không thể vượt qua. Nhưng thời điểm lăng hàn ở thông mạch cảnh còn đả thông kinh mạch thật nhỏ trong toàn thân, khiến cho tất cả kinh mạch đều nối liền thành một mạch, đưa cho hắn bạo phát lực lớn hơn nữa. Ở trong hoán huyết cảnh hắn còn có thể phát huy ra uy lực kinh người. Mặc cho bốn đại hoàng tử chặng đường bao vây truy đuổi như thế nào, nhưng ngay cả một góc áo của Lăng Hàn, bọn họ cũng sợ không tới. Lấy ra pháp khí, Trần Kinh nghiệp cắn răng một cái, dẫn đầu lấy ra một cái trận giấy, chỉ lớn bằng nắm tay, tràn ngập khí thức cổ xưa, thậm chí còn có một góc không trọn vẹn. Hắn bất chợt ném cái trận giấy ra, nhất thời cái trận giấy phóng đại, hóa thành một con sư tử bằng đá cực lớn, toàn thân có ánh sáng văn chấp động, ép về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn lập tức né tránh, nhưng hắn lại phát hiện con sư tử đá này lại có thể xác định phong tỏa hắn, chân áp theo phía hắn di chuyển. Một áp lực đáng sợ kéo tới khiến cho toàn thân Lăng Hàn đều vô cùng nặng nề. Đừng nói duy trì tốc độ gấp đôi vận tốc âm thanh, cho dù muốn động một bước chân cũng khó khăn. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, đoạn kiếm gãy trong tay chém ra, vèo, mà kiếm quang chém ở trên con sư tử đá. Nhất thời có vài đạo quang văn tối tăm diệt vong, cũng khiến cho thân thể hắn nhẹ đi một chút. Vèo, hắn thoát ra khỏi phạm vi thạch sư chân áp. ầm, con sư tử đá hạ xuống, mặt đất đều run lên, khối đá lớn này lại nặng nề tới mức như vậy. Trần Kinh Nghiệp vội vàng ngoắc tay, con sư tử đá lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang bay trở về trong tay của hắn. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện con sư tử đá cũng không có tổn hại gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hừ một tiếng, lại ném con sư tử đá ra ngoài. "Bát thập cửu ca, ta tới trợ giúp ngươi." Trần Đức Dương cũng lấy ra pháp khí, pháp khí này của hắn nhìn qua bình thường hơn nhiều, chính là một thanh trường kiếm. Một khi kích phát, thân kiếm chiếu sáng, giống như kiếm quang. Hắn chém kiếm xuống, xoạt, một kiếm khí dài lập tức chém qua về phía Lang Hàn cuối cùng lại đạt tới tốc độ gấp 4 lần vận tốc âm thanh. Cái này quá nhanh, cho dù là cực cốt cảnh ở dưới tình huống khoảng cách quá gần cũng không thể né tránh được. Lang Hàn vẫn một kiếm chém ra đón đỡ, đoạn kiếm gãy đánh ra kiếm khí chỉ có dài có một thước, nhưng chất lượng lại là cực kỳ cao. Phút một cái, đoạn kiếm khí kéo tới này lập tức vỡ nát. Bốn gã hoàng tử đều lộ ra vẻ khiếp sợ đoạn kiếm gãy trong tay lăng hàn tuyệt đối là pháp khí cực kỳ cao dai nói cách khác thân kiếm cũng bị gãy làm sao có thể phát huy ra uy năng đáng sợ như vậy bát bốn người đều lộ ra vẻ tham lam cho dù bọn họ là hoàng tử cũng chỉ có một cái pháp khí mà thôi trần thánh kiệt và trần lực hành đều lấy ra pháp khí một người là thương một người khác là đao cả hai đều có thể đánh ra năng lượng gấp bốn lần vận tốc âm thanh nắm giữ uy năng đáng sợ lăng hàn lấy đoạn kiếm gãy ra đón đỡ Hóa giải hết công kích kéo tới, lấy một địch bốn lại hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Bốn gã hoàng tử không có cách nào tiếp nhận được, công kích bọn họ đánh ra đều là cấp bậc nhất cốt, lại chậm chạp không thể trần áp một hoán huyết cảnh. Lăng Hàn lại hiểu rõ ràng, pháp khí đánh ra công kích tương đương với võ giả cảnh giới gì. Chỉ là uy năng, không phải là lực lượng. Điều này nghe vào có chút phòng vo, nhưng rất dễ giải thích. Pháp khí đánh ra công kích, cũng giống như là Lăng Hàn lấy lực tinh thần phát động phi kiếm luận về lực lượng thật sự rất nhỏ, nhưng uy lực có thể khinh thường sao. Cho nên, Lăng Hàn chỉ cần nhanh tay lẹ mắt, vung kiếm tần suất cũng đủ cao, tất nhiên có thể lấy một địch bốn. Chỉ có điều, bị động phòng ngự từ trước đến nay không phải là tính cách của Lăng Hàn. Hắn không chút do dự sôi trào huyết khí, tổng giá trị lực lượng trong nháy mắt bạo phát đến 800 vạn cân, kéo theo tốc độ cũng có phần nâng cao, đạt tới gần gấp 3 vận tốc âm thanh. Ở dưới tốc độ cao như vậy, cho dù là thể phách của Lăng Hàn cũng mơ hồ cảm thấy ăn không tiêu, có đau đớn mãnh liệt giống như chia năm xẻ bảy vậy. Hắn một bước xa đã vào tới trước mặt Trần Đức Dương, một quyền hung bạo đánh tới. Chương 3723, chỉ đùa với ngươi. Cái gì gọi là xét đánh không kịp bưng tai, chính là đây, một quyền đánh tới gấp 3 lần vận tốc âm thanh, cho dù là cực cốt cảnh cũng muốn hết sức chăm chú đối phó. Hoán huyết cảnh chính là trợn trừng mắt nhìn một quyền này kéo tới, lại ngăn cản thế nào? Ầm, um, Trần Đức Dương nhất thời bị đánh bay ra ngoài, dưới lực lượng khổng lồ chấn động, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thân hình Lăng Hàn thay đổi, lại xông về phía Trần Lực Hành. Ầm, um, với chiến lực của hắn hiện tại, hoán huyết cảnh căn bản không thể nào chống lại. Dưới một đòn, Trần Lực Hành cũng bị đánh bay, ngất xỉu. Còn lại Trần Kinh Nghiệp và Trần Thánh Kiệt vội vàng cũng sôi trào huyết khí. Nếu không, Trần Lực Hành và Trần Đức Dương chính là tấm gương của bọn họ. Sau khi bọn họ sôi trào huyết khí, ở trên phương diện lực lượng còn mạnh hơn so với lăng hàn một chút nhưng kỹ năng chiến đấu của lăng hàn lại nghiền ép bọn họ ở dưới tình huống pháp khí không có cách nào phát huy bọn họ làm sao có thể là đối thủ của lăng hàn chỉ là mấy phút bọn họ đều bị lăng hàn đánh ngã căn bản không chống đỡ nổi thời kỳ bạo phát của lăng hàn lăng hàn suy nghĩ một chút ép xuống kích động cướp sạch bốn người này dù chẳng ra gì đi nữa bốn người này đều là con trai của trần phong viêm cầm đồ của bọn họ tương đương với cướp của hoàng thất. Đây lại là tội danh lớn, nhưng tuyệt đối không thể lại buông tha như thế. Lăng Hàn đánh cho bốn người một trận no đòn, lại trích ở ngón tay chút máu, vẽ ở trên mặt bốn người. Trên quảng trường, cũng trong lúc đó, mọi người quan tâm tới bảng xếp hạng là lập tức phát hiện vị trí thứ nhất lặng lẽ thay đổi người. Lăng Hàn, chiến tích của hắn chỉ tăng lên đứng đầu, chính là nhờ giết chết một con gấu đen, lại là tồn tại cực cốt cảnh thứ hai. Thoáng cái hắn lại tăng thêm 400 điểm, vào tới vị trí đầu tiên, lại giết một tồn tại cực cốt cảnh, a, à, chiến lực của người này cũng quá kinh khủng, một ngày còn chưa có kết thúc, hắn đã giết chết hai con yêu thú cực cốt cảnh. Vậy mấy ngày kế tiếp hắn còn muốn có thể duy trì hiệu suất như vậy, sẽ vững vàng đứng ở vị trí đầu tiên. Tiểu tử này nắm giữ pháp khí siêu cấp gì, lại có thể mạnh như vậy? Không phải chứ, so về gia thế, rất nhiều người lợi hại hơn hắn. Luận về uy lực pháp khí dù thế nào cũng không tới phiên hắn đứng ở vị trí đầu tiên. Ngạc nhiên, cổ quái, mọi người đều xúc động, một hắc mã này thực sự ra bài không theo lẽ thường. Sau khi trực tiếp xông tới vị trí thứ hai, mắt thấy sẽ rơi đến vị trí thứ ba, lại đột nhiên vượt qua một mảng lớn, vào tới vị trí đầu tiên. Nhìn tên Hồng Thiên Lượng đứng thứ hai, so với Lăng Hàn ít hơn tròn 200 điểm tích phân, tranh lệch đã quá lớn. Mà ở trong bãi săn bắn, nhìn thấy được điểm tích phân của Lăng Hàn đột nhiên giống như gió bão bay lên, rất nhiều cao thủ cũng thay đổi ý nghĩ chuyển mục tiêu nhìn chằm chằm về phía khu vực thứ ba bọn họ biết ở khu vực thứ hai lăn lột tranh lệch sẽ càng lúc càng lớn ầm um, hồng thiên lượng cũng thấy được bảng xếp hạng biến hóa hắn tức giận đến mức đạp một cước đổ một gốc cây đại thụ hai tay hắn siết chặt nắm đấm lộ ra vẻ phẫn nộ vô cùng theo hắn nghĩ mình dục hỏa trùng sinh thay ra đổi thịt lăng hàn đã không thể nào so sánh được cho nên hắn không lại để lăng hàn ở trong lòng Hắn cho rằng chỉ cần mình ra tay là có thể đánh bại, đoạt lại giữ nguyên hồ lô. Trước đó tất cả đều đang theo kịch bản, mãi đến cách đó không lâu. Lăng Hàn lại có thể giết chết một con yêu thú cực cốt cảnh. Kẻ khốn kiếp này dựa vào uy lực của pháp khí, còn có biết xấu hổ hay không? Quá vô sỉ, ngươi không thể dựa vào bản lĩnh thật sự sao? Hắn đi nhanh tới, đã xuyên qua thung lũng kia, truy tung dấu vết Lăng Hàn lưu lại. Ừ, quang não của hắn đột nhiên nhận được một tin tức, viết chỗ tọa độ của Lăng Hàn ai gửi hồng thiên lượng kinh ngạc quang não của mọi người ở chỗ này đều chỉ có thể nối liền với trên đài cao kiểm tra điểm trên bảng tích phân ai có thể gửi tin tức cho hắn trừ khi đây là người bên ngoài phán đoán này của hắn là thật hay giả hay là hắn lầm đường lạc lối hắn nhìn vết tích trên mặt đất lại so sánh với tọa độ cảm thấy đây không phải là giả có lẽ ai đó có thủ oán với lăng hàn muốn mượn tay của hắn đi áp chế không quan tâm hắn quả thực muốn nhanh chóng tìm được lăng hàn đánh cho đối phương thành nhược trí vài ngày tiếp theo đường hòng mơ tưởng lại đi săn bắn một lát sau hắn lại nhận được một tin tức vẫn là chỗ tọa độ của lăng hàn có chút biến hóa điều này có nghĩa là lăng hàn cũng đang di chuyển hồng thiên lượng toàn lực chạy đi sau hai mươi mấy phút hắn đã đi tới chỗ tọa độ mới nhất cẩn thận từng ly từng tí ngó nhìn hắn chỉ thấy lăng hàn đang ngồi ở trên một tảng đá nướng thịt hiển nhiên là dừng lại ở chỗ này ăn bữa tối một mùi thịt bay lên, hắn không tự chủ bất giác nuốt nước bọt, đói bụng rồi, ở một đầu của máy theo dõi khác, cổ hãng minh lộ ra nụ cười lạnh. Hắn lại đưa tới cho Lăng Hàn một cường địch, ngược lại hắn muốn xem Lăng Hàn làm thế nào chiến thắng được đối thủ này. Lăng Hàn đang nướng thịt, lúc này đói bụng đương nhiên phải ăn cái gì đó. Hắn đưa lưng về phía hồng thiên lược, nhưng thần ý của hắn lại đủ để bao phủ trong phạm vi ba trượng quanh người. Ở trong khu vực này, hắn không gì không biết, ha ha, gặp phải bằng hữu cũ hắn cười, nói, đánh một ngày rồi, đói bụng không, cùng nhau ăn một chút chứ. Hồng Thiên Lượng không khỏi ngẩn người ra, hắn lại bị Lăng Hàn phát hiện ra, hắn lập tức cười lớn, bước ra ngoài, bởi vì hắn đối với thực lực của mình tràn ngập tự tin. Phát hiện thì đã có sao, hắn vốn không có ý định từ phía sau lưng tiến hành phục kích. Hắn xem thường làm vậy, Hồng Thiên Lượng đi tới bên cạnh Lăng Hàn, hắn cũng rời một tảng đá lớn ngồi xuống, vừa nói. Thật thơm, đó là dĩ nhiên, hắn nướng lại là thịt gấu đen, vốn chính là bộ phận tinh hoa nhất nhất. Đây chính là thịt con yêu thú cực cốt cảnh thứ hai. Không bao lâu, chân gấu đã bắt đầu xuất hiện ánh mỡ màu kim hoàng. Chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta thèm nhỏ rãi. Lấy đi, lang hàn phân cho hồng thiên lượng một nửa. Hồng thiên lượng không chút do so dự, tiếp nhận chính là một ngụm cắn xuống. Tuy rằng cái nóng này có thể khiến cho người bình thường phải sưng miệng, nhưng đối với hoán huyết cảnh mà nói, đây cũng là chuyện nhỏ. Vị ngon, hắn khen, đáng tiếc không có rượu. Chương 3724, năng lượng thần bí 1. Lăng Hàn cười, ngươi không sợ ta sẽ hạ độc ở trong thịt sao? Ta tin tưởng ngươi, không đến mức bị ổi như vậy. Hồng Thiên Lượng thản nhiên nói, Lăng Hàn giang tay, nói, ngươi thấy ta ăn chưa? Cái này, Hồng Thiên Lượng không khỏi buông chân gấu xuống, sử dụng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lăng Hàn. Gia hỏa này chẳng lẽ thật sự đào hố cho hắn nhảy vào? Liên tưởng đến Lăng Hàn ba lần đánh bại Hồ Dương, hai lần đầu đều thắng được không vẻ vang gì lăng hàn cười ha hả mở miệng cắn một miếng lớn nói chỉ đùa với ngươi thôi dựa vào hồng thiên lượng rất muốn chửi tục một câu trò đùa này hoàn toàn không có một chút buồn cười nào có được hay không hắn thở hổn hển vài hơi cũng không biết là nên tiếp tục ăn hay dỗi không ăn ăn đi ăn no mới có sức lực đánh nhau lăng hàn vừa ăn vừa khuyên nhủ nói cũng có lý hồng thiên lượng liền tiếp tục ăn Hắn thầm nghĩ Lăng Hàn đùa bỡn hắn một lần, hắn nhất định phải đánh thêm đối phương mấy quyền. Nhưng bởi vì đối phương mời hắn ăn thịt, vậy đánh nhẹ một chút. Ăn ăn, chỉ thấy Lăng Hàn lấy ra một cái bình, đổ ra một viên thuốc, ném vào trong miệng. Thuốc gì? Hồng Thiên Lượng thuận miệng hỏi một câu. a à, chị tiêu chảy. Lăng Hàn cũng thuận miệng trả lời. Chị tiêu chảy, Hồng Thiên Lượng kinh ngạc. Võ giả tu luyện đến hoán huyết cảnh, trình độ sinh mạng đã thu được bay vọt cực lớn, cơ bản không có khả năng sinh ra các loại bệnh như cảm mạo. Tiêu chảy tất nhiên cũng vậy, Lăng Hàn gật đầu, chỉ vào chân gấu nói, ta đã hạ thuốc sổ ở chỗ này, đương nhiên phải ăn thuốc trị tiêu chảy. Phụt, hồng thiên lượng nhất thời phun ra, vậy ngươi vẫn hãm hại ta, hắn liên tục ho khan, hận không thể phun hết đồ đã ăn trong bụng ra ngoài. Ở đây khắp nơi đều là máy theo dõi, nếu như hắn ở trước mặt mọi người lại thải phân đâu. Vậy sau này còn có mặt mũi nào gặp người nữa? Con người ngươi thực sự hoàn toàn không có một chút hài hước nào. Cũng đã nói chỉ đùa với ngươi một chút." Lăng Hàn thở dài, "Lăng Hàn, Không Thiên Lượng không nhịn được nữa." Hắn thoáng cái nhảy dựng lên, tức giận chỉ vào Lăng Hàn. "Không được, hắn phải đánh người, lập tức lại đánh người." Lăng Hàn giơ tay ngăn lại, nói, "Chờ một chút." "Chờ cái gì?" Không Thiên Lượng hỏi, "Chờ ta ăn xong." Lăng Hàn rất tùy ý nói, "Em gái ngươi." Không Thiên Lượng hét lớn một tiếng ngươi thật sự coi ta là khỉ để đùa giỡn sao hắn liền xông ra ngoài hai tay hóa thành chảo veo 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 kinh khí khủng khiếp đánh ra lăng hàn không khỏi mỉm cười nói a à, ngươi còn học được chiêu thuật mới môn chảo pháp này hiển nhiên không phải là chiêu thuật trước đó hồng thiên lượng thường dùng hai tay lại có thể hóa thành một tầng năng lượng thần bí thuần một màu đen bao phủ lăng hàn ngươi vẫn là ngươi ban đầu ta đã không phải là ta ban đầu hồng thiên lượng lớn tiếng nói hai chảo múa lên đầy uy lực năng lượng thần bí tràn ra, có lực phá hoại lớn lao. Lăng Hàn không khỏi bật cười, nói, ngươi không nên tự tin, cho rằng ta vẫn là ta ban đầu. Hừ, không quan tâm ngươi có thay đổi gì, ở trước mặt ta đều chỉ có một kết quả. Đó chính là bài, hồng thiên lượng quát khẽ, hắn ra tay không ngừng, vậy ta liền xem thử, ngươi đến cùng có tiến bộ lớn tới mức nào. Lăng Hàn tùy ý ra quyền, dưới kình lực phóng ra ngoài, hắn cũng không cùng hồng thiên lượng trực tiếp va chạm, mà kinh lực hai bên đang phát sinh trùng kích hắn kinh ngạc phát hiện năng lượng màu đen bao phủ trên tay đối phương thật đúng là lợi hại kinh lực của mình đánh tới thật giống như đậu hũ gặp phải lưỡi dao sắc bén bị dễ dàng cắt ra được loại năng lượng này trình độ càng cao thật giống như đoạn kiếm gãy chém ra kiếm khí rõ ràng ở trên phương diện lực lượng cũng không cao nhưng uy lực lại là vô cùng người cũng có thể lợi dụng được năng lượng như vậy sao sách thực lực của người này thật đúng là tăng lên không ít Thảo nào tràn đầy tự tin như vậy, chỉ có điều muốn lấy cái này đánh bại hắn sao? Suy nghĩ quá nhiều rồi, Lăng Hàn cũng không có phản kích, chính là cùng Hồng Thiên Lượng giao đấu. Hắn đối với loại năng lượng này đặc biệt có hứng thú. Bên ngoài, phụ trương phụ trương, Lăng Hàn và Hồng Thiên Lượng đánh nhau. a à, người điểm tích phân đứng đầu và đứng thứ hai cuối cùng cũng đánh nhau. Thực sự đặc sắc, các người đoán ai có thể thắng được, nếu như là trước đây, ta đoán là Lăng Hàn, nhưng bây giờ nói, ta cực Hồng Thiên Lượng. Vì sao? Cũng bởi vì hắn được người kia huấn luyện đặc biệt mấy tháng. Điều này mặc dù có chút già mồm át lẽ phải, nhưng ta lại có thể không có cách nào phản đối. Mọi người bàn luận, nhưng đều xem trọng Hồng Thiên Lượng. Bởi vì hắn là đệ đệ của người kia, chỉ đơn giản như vậy. Còn nữa, trên tay của Hồng Thiên Lượng làm sao có thể có một tầng màu đen quấn vòng quanh vậy? Là luyện trảo pháp đặc biệt nào đó sao? Thấy không rõ lắm, hình như uy lực rất lớn. Người xem, chỉ là nhẹ nhàng dạy ở trên tảng đá một cái, tảng đá lại tách ra làm hai nửa. Cái này giống như là bố trí một thanh lợi kiếm tuyệt thế ở trên hai tay, đối với chiến lực có nâng cao quá lớn. Điều này có thể khẳng định, Lăng Hàn phải thua. Đúng rồi, hắn vẫn luôn trốn tránh, căn bản không dám cứng rắn chống đỡ. Vèo vèo vèo, công kích của Hồng Thiên Lượng càng lúc càng sắc bén. Hắn đã đánh thuận tay, hoàn toàn thể hiện ra thực lực của mình. Ngoại trừ không có dùng huyết khí sôi trào và pháp khí ra, hắn có thể nói là toàn lực ứng phó lăng hàn vẫn lấy dao đấu làm chủ không cùng đối phương liều mạng ngươi cho rằng không cùng trực tiếp va chạm với ta là được sao không thiên lượng cười lạnh hắn lại vung một chảo kinh người chính là lần này hắn đánh ra kinh khí lại có thể lẫn theo một tia năng lượng màu đen rất ít rất hiếm nhưng quả thực tồn tại lăng hàn đánh ra một quyền nhưng kinh khí đánh ra lại bị kinh lực này dễ dàng cắt nát bấy tiếp tục đánh về phía hắn có ý tứ lăng hàn lại vung một quyền lần này trực tiếp đón đỡ phụt, kinh khí đánh ở trên nắm đấm của hắn, cuối cùng bị hắn đánh nát. Nhưng quyền phong của Lăng Hàn cũng xuất hiện một vết thương rất nhỏ, có máu tươi rỉ ra. Lực phá hoại này thực sự khủng khiếp, nếu không phải thể phách của Lăng Hàn vô cùng mạnh mẽ, rất có khả năng quyền cốt cũng bị chém nát. Như thế nào, Hồng Thiên Lượng Ngạo Nghĩa nói, chương 3725, năng lượng thần bí khai. Lăng Hàn càng cảm thấy hứng thú, nói, đây là thủ đoạn gì vậy, người trông cậy ta sẽ cho người biết sao. Hồng Thiên Lượng cười giễu cợt, nói một chút cũng sẽ không rơi mất khối thịt nào. Lang Hàn cười nói, được rồi, người không nói ta cũng có thể đoán được vài phần. Điều này không ngoài hai loại khả năng. Đầu tiên, người tu luyện trảo pháp nào đó, đây là uy năng của trảo pháp. Thứ hai, người có công pháp nào đó, có thể lấy ra năng lượng tầng thứ cao hơn, cường hóa công kích của ngươi. Hắn vừa nói, vừa lưu ý tới biểu tình biến hóa của Hồng Thiên Lược, sau đó lại bổ sung một câu. Ta đoán là nguyên nhân thứ hai hồng thiên lượng không khỏi biến sắc nhưng hắn lập tức liền lộ ra nụ cười tự tin ngươi chính là đoán được thì đã sao căn bản không có khả năng nắm giữ phải vậy không lăng hàn cười nói cái này chỉ là nhất thời khi cùng hồng thiên lượng so chiêu hắn quả thực không có khả năng nắm giữ nhưng nếu mở ra cho hắn một cánh cửa sổ để cho hắn thấy được bầu trời khác vậy lăng hàn tin tưởng nắm giữ loại năng lượng này chắc hẳn chỉ là vấn đề thời gian lăng hàn giao ra giữa nguyên hồ lô Hồng Thiên Lượng từng bước ép sát, lang Hàn lắc đầu, như ngươi mấy chiêu, ngươi thật sự cho rằng mình rất trâu bỏ sao. Hắn bắt đầu phản kích, tần suất công kích triển khai. Trong yêu hầu quyền đánh ra, trực tiếp trồng 20 tầng lực lượng. ầm ầm ầm, quyền này giống như rời núi lấp biển, Hồng Thiên Lượng tất nhiên không sợ, vung chảo đón đỡ. ầm, hai người có thể nói là lần đầu phát sinh trùng kích chính diện thật sự. Nắm đấm cùng chảo va chạm vào nhau, nhất thời quấy nhiễu không khí gần đó, hóa thành cơn lốc mãnh liệt. Sắc mặt Hồng Thiên Lượng đại biến, không tự chủ được nhảy lui về phía sau. Trong nháy mắt sắc mặt thay đổi đến mức đỏ bừng, về sau lại trở nên tái nhợt, sau đó lại đỏ bừng, giống như đang thay đổi khuôn mặt ạ. À. Lăng Hàn không lui, chỉ là trên nắm tay lại thêm một vết thương, đang dỉ máu. Trong một đòn vừa va chạm, Lăng Hàn ở trên phương diện lực lượng có thể nói là hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhưng Hồng Thiên Lượng dựa vào năng lượng thần bí cũng đã thương nắm đấm của Lăng Hàn. Chỉ có điều, chỉ là lớp da mà thôi, không có thể tổn thương được gân cốt của hắn. Cái gì, Hồng Thiên Lượng không thể tin được, mình rõ ràng là nhị biến, tại sao ở trên phương diện lực lượng lại thua kém lăng hàn nhiều như vậy? Ngươi, ngươi sẽ không phải thật sự được đạt tới cực hạn thứ hai ở thông mạch cảnh chứ? Hắn run giọng nói, nếu không, không có thể nào giải thích được, vì sao tu vi của hắn rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng ở trên phương diện lực lượng lại kém nhiều như vậy. Ngươi đoán đi, Lang Hàn cười nói. Hồng Thiên Lượng cố gióng chống lấy lại tinh thần, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép mình thất bại, hắn lại vọt tới, hai chảo không ngừng chộp tới, năng lượng màu đen có vẻ càng thêm nồng đậm, tình tình của Lăng Hàn lại nổi lên, không quản được nhiều như vậy. Hai tay hắn vung lên, chính là cùng Hồng Thiên Lượng cứng đối cứng. ầm ầm ầm, sau liên tục hơn 10 lần, Hồng Thiên Lượng không thể không lui lại. Bởi vì ngón tay của hắn cũng bị đánh gãy, hai tay Lăng Hàn cũng loang lổ vết máu, lực phá hoại của năng lượng màu đen quả thực lớn, chỉ có điều tổng thể mà nói, đương nhiên là Lăng Hàn chiếm thượng phong. Nắm đấm của hắn chỉ là thấy máu, đánh tiếp nữa, Hồng Thiên Lượng sẽ mất đi chiến lực. Bên ngoài, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều cho rằng Lăng Hàn là dựa vào pháp khí giết chết hai con yêu thú cực cốt cảnh, cho nên khi Hồng Thiên Lượng tìm qua, bọn họ tin tưởng Lăng Hàn chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng đánh mới biết được, hóa ra Lăng Hàn lại có thể mạnh như thế không ít người đều dao động, có khả năng, chắc hẳn Lăng Hàn mới là người giành được chiến thắng. Hồng Thiên Lượng hít một hơi thật sâu, xoay mấy cái xương ngón tay về vị trí ban đầu. Hắn hét lớn một tiếng, nhất thời, huyết khí toàn thân sôi trào, veo, hai chân hắn giẫm một cái, lao về phía Lăng Hàn, một chảo lại vung ra. Năng lượng màu đen trở nên càng nồng đậm, Lăng Hàn cười nhạt, Hồng Thiên Lượng, ta có ít nhất ba loại biện pháp có thể đánh bại ngươi. Thối lắm, Hồng Thiên Lượng không nhịn được bạo phát ra một tiếng chửi tục. Hắn tự tin mình đã là vô địch trong hoán huyết cảnh. Hắn lại còn nói có ba loại phương pháp có thể đánh bại mình. Đầu tiên, Lăng Hàn triển khai phi toa bộ, nhất thời lao tới với tốc độ gấp hai lần vận tốc âm thanh. Ở dưới tốc độ cao như vậy, cho dù sau khi sôi trào huyết khí, Hồng Thiên Lượng vẫn không cách nào sở lấy được một chéo áo của hắn. Lại sau ba phút phát động tốc độ cao như vậy, thân hình Lăng Hàn dừng lại, nói. Như thế nào, hồng thiên lượng không nói gì hắn không nghĩ tới lăng hàn có thể phát ra tốc độ cao như vậy thậm chí còn có thể vẫn duy trì nói như vậy lăng hàn hoàn toàn có thể chống đỡ qua thời kỳ bạo phát của hắn khiến cho hắn lãng phí con át chủ bài một cách vô ích trong lòng hắn nghĩ như vậy nhưng một trảo lại không dừng lại đánh về phía lăng hàn thứ hai trong miệng lăng hàn nói một tiếng cũng bắt đầu sôi trào huyết khí một quyền đón đỡ ầm um, lực lượng khủng khiếp đánh chúng hồng thiên lượng nhất thời bị chấn động bay ra ngoài năm ngón tay xoay thành hình dạng bánh quai trèo thực lực của ta vốn là tới nghiền ép ngươi cường độ bí lực của lăng hàn còn ở trên hồng thiên lượng dưới huyết khí sôi trào bí lực của hắn lại tăng lên gấp ba càng phóng đại tranh lệch lực lượng cùng hồng thiên lượng cho nên hồng thiên lượng cùng hắn liều mạng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ thậm chí là tự chịu diệt phong ầm um, hồng thiên lượng ngã xuống đất chỉ cảm thấy lòng tin của mình cũng theo đó bị ném tới đáy cốc biến thành nát bấy hắn tự tin tu luyện thành thủ đoạn đặc biệt có thể quét ngang hoán huyết cảnh nhưng ở trước mặt lăng hàn thủ đoạn nhìn như vô địch lại căn bản không chịu nổi một đòn thứ ba ta cảm thấy còn muốn giữ lại một chút không cần thiết sử dụng ở trên người ngươi lăng hàn thản nhiên nói loại thủ đoạn thứ ba đương nhiên là lực tinh thần chín thanh phi kiếm bây giờ là đòn sát thủ của lăng hàn ngay cả cực cốt cảnh cũng có thể chém dê huống gì là hoán huyết nhị biến dĩ nhiên nói một cách nghiêm khắc hắn còn có loại thủ đoạn thứ tư đó chính là trận pháp, sau này sẽ trở thành đòn sát thủ thứ hai cho Lăng Hàn. Hiện tại tạm thời không lộ ra ngoài, chương 3726, nhị biến, Hồng Thiên Lượng phát ra tiếng cười lộ vẻ sâu thảm. Hắn thực sự không ngờ, mấy tháng trước mình ăn nhiều vị đắng như vậy, nhiều lần cũng thiếu chút nữa đã chết, mới khiến cho thực lực thu được sự nâng cao cực lớn. Nhưng ai có thể tưởng tượng được, vẫn không bằng được Lăng Hàn. Hắn không có để ý tới loại thủ đoạn thứ ba của Lăng Hàn là cái gì theo hắn thấy chắc là pháp khí, có thể giết chết cực cốt cảnh, tất nhiên cũng có thể trấn áp hắn. Thật ra hắn cũng có pháp khí cường đại, nhưng dựa vào pháp khí đánh bại Lăng Hàn, tự tin của hắn cũng không có khả năng khôi phục. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng có pháp khí, một khi va chạm, hắn cũng không thấy có thể thắng được. Thua, lại thua rồi, Hồng Thiên Lượng bò dậy, đi về phía đường về, thân hình rất hưu quạnh. Lăng Hàn thở dài, thật ra hắn muốn khuyên dâng mọi người một chút, ngàn vạn lần không nên xem hắn trở thành mục tiêu so sánh, phải vượt qua. Nếu không sẽ chỉ bị đả kích đến đầu rách máu chảy. Mà ở bên ngoài, những tiếng xôn xao cũng vang lên khắp nơi. Kết quả này thật sự làm cho người ta bất ngờ. Ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn lại có thể có sức sống mạnh như vậy, đánh bại Hồng Thiên Lượng giống như bẻ gãy nghiền nát. Không hổ danh là Hồng Thiên Bộ thứ hai. Các người nói, tương lai Lăng Hàn có công kích vị trí đệ nhất thiên tài võ đạo của Hồng Thiên Bộ hay không? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Hồng Thiên Bộ lại là yêu nghiệt ép trời, thế gian lại chỉ có một người như vậy. Cũng đúng, Lăng Hàn chỉ có đánh bại Hồng Thiên Lượng, khoảng cách với người kia chắc hẳn là còn kém rất xa. Không nói gì khác, người kia đã là cực cốt đệ tam cảnh. Có người nói chiến lược có thể so sánh với Minh Văn Cảnh. Đây là khái niệm gì? Thật sự gặp phải Hồng Thiên Bộ, một ngón tay là có thể nghiền chết Lăng Hàn. Tất cả mọi người đều đạt được quan niệm nhất trí đó chính là lang hàn tuyệt đối không thể địch nổi hồng thiên bộ. Ngay cả tư cách so sánh cùng đối phương cũng không có. Lang hàn tìm một góc chết của quản chế, tiến vào trong dưỡng nguyên hồ lô, ngủ một giấc, thuận tiện hấp thu năng lượng trong hồ lô, nâng cao thân thể mình trên toàn bộ các phương tiện. Nhất là lực tinh thần, bây giờ bị lang hàn gửi gắm kỳ vọng cao. Một đêm trôi qua, lang hàn ra khỏi hồ lô, hắn cũng không tu luyện, bí lực của hắn đã đạt đến cực hạn của nhất biến. Hiện tại chỉ cần phải vững chắc cảnh giới, đã mức tiến không thể tiến được nữa. Hắn tiếp tục tìm kiếm yêu thú cực cốt cảnh, tuy rằng hiện nay hắn xếp thứ hạng đầu tiên, nhưng không duy trì liên tục nâng cao điểm tích phân, hắn vẫn sẽ bị người khác vượt qua. Sau gần nửa ngày, hắn tìm được con đại yêu cực cốt cảnh thứ ba. Đây là một con dê, lại mọc một cây sừng màu đen, toàn thân che phủ lông màu bạc, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Lăng Hàn vừa giao đấu, lại bị đánh tan tác, phi kiếm cũng không có cơ hội lấy ra, liền chật vật bỏ chạy ngay cả huyết khí sôi trào cũng dùng tới con sơn dương đuổi được mấy phút lúc này mới bỏ qua quay đầu trở về dựa vào con sơn dương này ít nhất là tồn tại tam cốt quá cường đại con gấu đen là nhị cốt đã vô cùng khó giết tam cốt khẳng định càng không dễ giết chết lại phủi mông một cái rồi đi như thế sao lăng hàn lắc đầu hắn làm ra một quyết định trung kích nhị biến sau khi đi tới nhị biến thực lực của hắn nhất định sẽ xuất hiện sự nâng cao bí lực thể lực biến hóa rất nhỏ chỉ là tiếp tục nâng cao giới hạn cao nhất. Nhưng lực tinh thần của hắn lại sẽ tăng vọt, đến lúc này, sau mấy trận chiến đấu xuống, Lăng Hàn cũng cảm thấy cảnh giới của bản thân mình đã đủ vững chắc. Hắn tìm một góc chết của quản chế, tiến vào dưỡng nguyên hồ lô, bắt đầu trùng kích nhị biến. Đây là nâng cao trình độ sinh mệnh, Lăng Hàn phát hiện, trong cơ thể của mình hình như có vô số dây xích. Cảnh giới nâng cao lại chặt bớt những ràng buộc, do đó thực hiện trình độ sinh mạng nhảy vọt. Hắn tìm được một dây xích, bắt đầu trùng kích rất nhanh hắn lại chặt đứt dây xích này nhưng điều này còn chưa đủ để hoàn thành nhị biến vì vậy hắn tiếp tục xé rách đường dây xích tiếp theo keng 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 trong cơ thể hắn phát ra tiếng nổ dây xích chóc ra thả ra sức sống sinh mạng của hắn nhằm về phía tầng thứ cao hơn trong quá trình này bản nguyên sinh mệnh của hắn cũng đang kịch liệt tiêu hao lang hàn vội vàng ăn vào chu quả làm lớn mạnh bản nguyên để có thể duy trì tiêu hao như vậy dây xích không ngừng gãy Mức độ sinh mạng không ngừng vọt lên, số lượng chu quả cũng đang không ngừng giảm bớt, khi Lăng Hàn ăn vào 7 viên chu quả, lần này thế sông lên cuối cùng cũng chậm lại. Nhị biến, tiếp theo, hắn sẽ lại tích góp rất lâu, có khả năng nghênh đón bạo phát, tiếp tục nâng cao trình độ sinh mạng. Trên phương diện lực lượng, Lăng Hàn có chút nâng cao. Đây chỉ là mở ra giới hạn cao nhất mà thôi, nhưng lực tinh thần lại có bước tiến nhảy vọt. Điều này có liên quan mật thiết cùng trình độ sinh mạng hắn ra khỏi hồ lô, bắt đầu thí nghiệm, veo, phi kiếm lao ra, tốc độ nhanh vô cùng, gấp 3,5 lần vận tốc âm thanh, ánh mắt lăng hàn nhất thời sáng lên, sau đó hắn lấy tay ném ra, niệm lực tăng nhanh. Lần này lại là đạt tới 4,5 lần, mặc dù chỉ là tăng lên gấp 0,5 lần vận tốc âm thanh, nhưng có thể trên tốc độ cao như vậy lại nâng cao tới mười mấy phần trăm, đã là đặc biệt, đặc biệt không dễ dàng. Đi chiến, lăng hàn hào hứng sông trở lại lần này hắn nhất định phải đánh ngã con sơn dương kia, nướng toàn bộ con dê. Bên ngoài, mọi người còn đang nhiệt tình bán tán về chuyện lăng hàn ngày hôm qua bị con sơn dương tam cốt kia nghiền ép tới cong mông chạy. Hiện tại đã gần một ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng của lăng hàn, gia hỏa này chẳng lẽ bị trọng thương. Hồng Thiên Lượng đã không có lòng dạ nào thi đấu, điểm thích phân vẫn không có biến hóa qua, đã rơi đến vị trí thứ 5, cách vị trí thứ 2 của Lăng Hàn cũng chỉ có phần sai hàng đơn vị chỉ cần lại giết một con yêu thú là có thể hoàn thành vượt qua lẽ nào hai người đứng đầu đều sẽ lấy phương thức mang tính hí kịch để rời khỏi sân khấu sao đúng lúc này mọi người lại nhìn thấy được lăng hàn xuất hiện ở trong hình tới lại tới rồi a à, gia hỏa này thoạt nhìn có chút khác biệt t người nhìn khí huyết của hắn mọi người kinh ngạc phát hiện huyết khí của lăng hàn vô cùng bất ổn hơn nữa trong tím mang theo màu đen vừa nhìn lại biết mới vừa đột phá Chương 3727, lại chém một thú. Trời ạ, à, hắn đột phá nhị biến, có người cuối cùng phát hiện ra, cái gì? Gia hỏa này điên rồi sao, lại có thể đột phá ở chỗ này? Mạnh mẽ đi đột phá như vậy, đừng nói là hoàn cảnh của nơi này nguy hiểm, hắn lại làm sao có thể mang theo bảo quả sinh mạng? Không phải muốn chết sao? Gia hỏa này thực sự liều mạng, nhìn đường hắn đi tới, rõ ràng là muốn lại đi tìm con yêu dê tam cốt kia. Vì có thể thắng gia hỏa này ngay cả mạng cũng không có để ý tới. Ai, như vậy có ý nghĩa gì? Tổn thương tới căn cơ, còn có tương lai gì đáng nói sao? Dù sao cũng là người từ vùng sâu tới, vì lợi ích trước mắt, không để mắt đến đại cục. Thật ra cũng có thể lý giải được, thôi đi, sau này cũng không cần quan tâm tới người này nữa. Đã không có tác dụng chậm nào đáng nói, rất nhanh hắn sẽ bị những người khác vượt qua, lại không cần nói hắn là hồng thiên bộ thứ hai nữa. Căn bản không xứng Nói thì nói như vậy, nhưng bọn họ vẫn đang nhìn Lăng Hàn đi khiêu chiến con yêu dê kia. A, à, Lang Hàn lại sử dụng ra pháp khí thần bí. Căn bản không nhìn thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy được một luồng ánh sáng chợt hiện. Yêu dê bị bắn trúng điểm yếu hại, lại trúng một cái, trời ạ, à, con yêu dê kia ngã xuống. Tất cả mọi người muốn ôm đầu kinh ngạc kêu lên, người này nhảy qua một cảnh giới nhỏ, liên quan tới giới hạn cao nhất đánh ngã cực cốt cảnh cũng tăng lên một đường. Làm sao có thể có chuyện như vậy? phải biết rằng cực cốt cảnh nâng cao một cảnh giới nhỏ loại chiến lược này nâng cao sao có thể giống như hoán huyết cảnh nâng cao một bậc được nhưng Lăng hàn lại lật úp nhận thức của tất cả mọi người sáng lập ra một kỳ tích không thể không nói tương lai của tiểu tử này tuy rằng đã ảm đạm không ánh sáng nhưng hắn vẫn có thể nắm giữ chiến lược cực cốt cảnh sau này thế nào cũng có thể tính là một nhân vật có người dám cảm thán nói a à, ở đế đô cực cốt cảnh lại tính là cái gì lập tức có người cười nhạo chỉ là một hồi, điểm tích phân của Lăng Hàn lại phát sinh sự thay đổi, thoáng cái lại tăng thêm 500 điểm. Bây giờ cách kỳ hạn 3 ngày chỉ còn lại có gần nửa ngày. Tin tưởng người ở vị trí thứ hai bất luận có cố gắng thế nào cũng không thể thu được 500 điểm tích phân, cho nên đại cục đã định. Bên kia, Lăng Hàn cũng bắt đầu thu thập tàn cục. Hắn vừa đột phá, thể lực cũng mở ra giới hạn cao nhất. Hắn đang cần loại thịt năng lượng cao lượng tới bồi bổ. Nướng toàn con dê, đầu của con yêu dê này rất lớn, có thể so sánh với con mãnh hổ. Nướng lên rất tốn thời gian, khiến cho Lăng Hàn không khỏi hoài niệm. Thời điểm hắn còn đang ở thế giới nguyên, tiện tay ấn một cái là có thể sôi trào lên thần diễm, nướng cả con dê này chỉ là chuyện dễ dàng. Hơn 2 giờ sau, cuối cùng mới nướng chín chín con yêu dê này, mùi thơm tản ra bốn phía. Ngón tay Lăng Hàn hoạt động rất nhanh, lập tức bắt đầu ăn như hổ đói. Hiện tại hắn ăn uống nhiều đến mức kinh người. Sau khi điên cuồng ăn nửa giờ, con yêu dê này chỉ còn lại gần một nửa sau khi tìm một góc chết của quản chế lăng hàn thu số lượng thịt dê còn lại vào sau đó bắt đầu chạy trở về hắn nhất định là người đứng đầu cho nên tất nhiên có thể đi trở về chỉ có điều thời điểm đi tới nửa đường vừa vặn mặt trời mới lên hắn tự nhiên ngừng lại tiến vào tu luyện hắn cũng không phun ra nuốt vào được một tia tử khí nào xem ra chỉ là ở dã ngoại trong núi tu luyện còn không tính còn phải đi tới nơi đặc biệt sau nửa giờ hắn tiếp tục ra đi vẫn chưa ra khỏi bãi săn bắn kỳ hạn ba ngày đã đến quang não phát ra thông báo báo cho biết tất cả mọi người cuộc săn bắn đã kết thúc bảng điểm thích phân xác định đã phong tỏa lại tiến hành săn giết nữa cũng không thể thu được điểm nâng cao lăng hàn một đường đi tới lục tục thấy được một số người đều đang xuất phát về phía lối ra lăng hàn hiên viên định quốc nhảy qua đánh vào ngực của lăng hàn đánh một cái nói tiểu tử nhà ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ giữ yên lặng lại lẻn đến vị trí đầu tiên. Lăng Hàn mỉm cười, vận khí, vận khí cái đầu ngươi, giết chết ba con yêu thú cực cốt cảnh cũng gọi là vận khí. Hiên viên định quốc nôn mửa, trong tay ta tuy rằng cũng có pháp khí, nhưng nhiều lắm chính là địch nổi nhất cốt. Muốn áp chế cũng khó khăn, huống gì là giết, nỗ lực lên, cố gắng lên, Lăng Hàn vỗ vào vai của đối phương. Người đây là đang trắng trợn đắc ý, hiên viên định quốc vạch trần nói, chỉ có điều, hắn cũng không có quá nhiều đố kỵ tuy rằng không có cơ hội nhận được thánh hoàng tự mình chỉ điểm võ kỹ nhưng lão tử của hắn dù gì cũng là cường giả minh văn cảnh đủ để chỉ điểm hắn đến cực cốt cảnh ngược lại kết giao tình cùng với loại yêu nghiệt như lăng hàn sau này lại có khả năng mang tới cho hắn giúp đỡ vô cùng lớn có lẽ sẽ khiến cho hắn ở hiên viên ra có thể trổ hết tài năng hai người sóng vai đi khi bọn họ đi tới quảng trường chỉ thấy có một phần ba người đã trở về mà ở trên đài cao thánh hoàng trần phong viêm hồng thái sư nghị sự trưởng Dương Bách từ lâu đã đi qua chờ ở nơi đó. Mọi người tiến vào quảng trường, đàng hoàng đứng yên, chờ đợi Trần Phong Viêm tự mình tuyên bố kết quả của cuộc so tài. Lại hơn nửa canh giờ qua đi, Trần Phong Viêm đứng lên, nói. Chấm tuyên bố, cuộc so tài săn bắn lần này danh hiệu đứng đầu là. Lăng Hàn, kết quả này mặc dù mọi người đã sớm biết, nhưng nghe thấy Trần Phong Viêm chính miệng nói ra, trong lòng tất cả mọi người vẫn run lên. Hồng Thái Sư, Dương Bách vỗ tay trước. Ngay cả hai người bọn họ cũng vỗ tay, ai dám không theo cùng. Nhất thời, trên quảng trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thánh Hoàng tự mình tuyên bố, Hồng Thái Sư, nghị sự trưởng đi đầu vỗ tay, đây là chuyện kích động lòng người tới mức nào. Không ít người đều đang thầm nói, sang năm mình nhất định phải cố gắng, cũng trở thành nhân vật phong quang giống như Lăng Hàn. Trần Phong Viêm đưa tay ép xuống, ra hiệu mọi người dừng vỗ tay, nói. Chấm rất vui mừng, các ngươi. Hắn vừa mới mở đầu một đầu, lại thoáng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía tây. Mọi người mờ mịt không giải thích được, Thánh Hoàng làm vậy là thế nào? Bọn họ cũng không tự chủ được theo nhìn sang, nhưng bầu trời phía tây lại là một mảnh quang đáng, không một đám mây đen, cũng không có một con chim nào bay. Thánh Hoàng bệ hạ đang nhìn cái gì? Chương 3728, yêu chuột tỏ rõ uy phong. Bệ hạ, Hồng thái sư đã đi tới, nhỏ giọng kêu lên, cũng không thể để tất cả mọi người đứng mãi ở chỗ này. Trần Phong Viêm giơ tay ngăn lại, Hồng Thái Sư lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ở huyền Bắc Quốc, Trần Phong Viêm vốn có quyền uy vô thượng. Bất kỳ kẻ nào ở trước mặt hắn đều chỉ có phần ngoan ngoãn nghe lời. Vèo, một lát sau, chỉ thấy một bóng người từ phía xa bay tới, một lần lao qua chính là trên trăm trượng, tốc độ nhanh kinh người. Tốc độ gấp bốn vận độ âm thanh, vèo, cái bóng đen này nhảy lên một cái, rơi vào trên đài cao. Các vệ binh đồng thời rút đao ai lớn mật như thế lại dám khiêu khích thánh hoàng bệ hạ người vừa giới lại hướng về phía trần phong viêm chắp tay hành lễ hoành thiên đại soái tất cả mọi người kinh ngạc kêu lên người vừa tới này chính là một trong bốn đại soái hoành thiên đại soái nhưng vị cường giả đỉnh này dưới cấp thánh hoàng lại có thể toàn thân đầy những vết thương máu tươi đầm đìa phát sinh chuyện gì vậy hoành thiên đại soái cường giả tu vi minh văn cảnh lại có thể toàn thân đều bị thương chật vật đến cực hạn đây là có chuyện gì trên đời này có ai có thể tổn thương được hắn lại khiến cho thương thế hắn đến trình độ như vậy đám đường duyệt hậu đại của hoành thiên đại soái ai nấy cũng kinh ngạc kêu lên đây chính là trụ cột đường ra của bọn họ một khi hoành thiên đại soái ngã xuống đường ra phong cảnh này cũng sẽ không còn nữa đường khanh gặp phải cường địch gì trần phong viêm ôn nhu hỏi hồi bẩm bệ hạ là một con yêu chuột hoành thiên đại soái cung kính lên tiếng nói người trong thiên hạ chỉ biết thánh hoàng chính là cao thủ mạnh nhất nhưng đám người có thực lực mạnh mẽ giống như bọn họ mới hiểu được rõ ràng khoảng cách với vị này thánh hoàng đâu chỉ có cách xa vạn dặm ở trước mặt trần phong viêm hắn thầm muốn quỷ bái trần phong viêm a à một chút nói rõ ràng một chút vâng hoành thiên đại soái gật đầu nói thần phụng chỉ thanh trừ yêu thú phá hủy thôn trấn vào hai ngày trước cuối cùng gặp phải nó nhưng thần dẫn binh đón đánh lại bị tổn thương nặng nề hắn lộ ra vẻ đau buồn vẻ thần dẫn theo ba tinh binh tất cả đều bị giết chết thần vì báo cáo thực lực của con yêu chuốt cho bệ hạ mới vội vàng chạy trốn vẫn mong bệ hạ chỉ tội sắc mặt trần phong viêm có chút thâm trầm ba tinh binh đều bị giết chết trong lòng hắn đau đớn mà nghe được những lời này của hoành thiên đại soái tất cả mọi người lại vô cùng khiếp sợ vậy đánh bại hoành thiên đại soái lại là một con yêu thú a à, là con yêu thú gì lại to gan lớn mật như vậy dám ở huyền Bắc Quốc hành hung. Chỉ có điều, thực lực này thật mạnh, đây chính là hoành thiên đại soái đấy. Đường Khanh không nên tự trách, không phải lỗi của ngươi. Trần Phong Viêm mở miệng, ánh mắt lại nhìn về phía Tây. Hơn nữa, thù này rất nhanh là có thể báo trở về. Cái gì, hoành thiên đại soái không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen đang xuyên qua trên bầu trời lao tới. Đây là một con chuột cực lớn, kích thước không khác gì so với người bình thường, giống như một đạo lưu quang bay tới, hoàn toàn không lên xuống bay bay một con yêu chuột biết bay rõ ràng không nhìn thấy nó mọc cánh vì sao có thể bay đi a à, đây là cảnh giới của nó đã đạt tới trình độ không thể hiểu nổi thân thể cũng có thể bay ca, ca, ca con chuột phát ra tiếng cười quái dị hóa ra kẻ được gọi là hoàng đế ở chỗ này trong lòng lăng hàn thầm dùng mình con yêu chuột kia chính là con từ trong trận pháp thoát khỏi sự vây khốn so với lúc trước thực lực của nó không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Sau khi thoát khỏi thời kỳ suy yếu, nó cường đại đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Đó là thực lực khai khiếu cảnh sao. Lớn mật, Hồng Thái Sư và Dương Bách lập tức lớn tiếng trách mắng. Hai nhân vật nhỏ chỉ mới đạt tới minh văn cảnh, dám ở trước mặt chuột ra làm càn. Yêu chuột lạnh lùng nói, cái gì mà hoành thiên đại soái thực sự nói khoác không biết ngượng, bị chuột ra một chảo đập cho trở mình, nếu không phải còn muốn mượn hắn chỉ đường, chộp lấy cái ổ của các ngươi các ngươi cho rằng loại cặn bã này có thể chạy thoát khỏi tay của chuột ra sao a à, vừa nghe nó nói như thế tất cả mọi người cảm thấy phía sau ớn lạnh con yêu chuột này rõ ràng chính là hướng về phía thánh hoàng đây là tự tin tới mức nào ngay cả thánh hoàng bệ hạ đều không để vào mắt nhưng nếu như nó không có nói ngoa ngay cả hoành thiên đại soái cũng không phải là địch thủ của nó vậy thực lực của nó lại mạnh đến mức nào sợ rằng thật sự có thể so sánh được với thánh hoàng hồng thái sư và dương bách đều không có lộ ra vẻ sợ hãi bởi vì có trần phong viêm đứng sau lưng bọn họ ở trong lòng của tất cả mọi người đều có một loại niềm tin như vậy đó chính là chỉ cần có thánh hoàng của bọn họ ở bên cạnh vậy có thể trấn áp tất cả thấy bệ hạ còn không hành lễ hồng thái sư lạnh lùng nói ha 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 chỉ là tiểu oa tử khai khiếu cảnh cũng xứng để cho chuột ra hành lễ sao yêu chuột cười to trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường lớn mật hồng thái sư xông qua Xôi trào huyết khí trước tiên. Hắn biết thực lực của mình khẳng định không bằng con yêu chuột, không toàn lực ứng phó là không được. Không chỉ như thế, hắn vẫn lấy ra một thanh kiếm, có quang văn chấp động, kiếm khí di chuyển. Ai, tinh cầu này thật sự giảm thấp, năm đó cường thịnh tới mức nào. Đáng tiếc, đáng tiếc, chuột yêu vừa tặc lưỡi nói, vừa rất tùy ý vung chân trước ra. Vút, cũng không thấy có ánh sáng rực rỡ chấp động nào, nhưng hồng thái sư lại bị chấn động bay ra ngoài. Ai, thế giới này bị áp chế thật lợi hại cũng đã qua nhiều ngày như vậy thực lực chuột ra còn không có khôi phục được một phần vạn tất cả mọi người lá hốc miệng hoàn toàn nói không ra lời hồng thái sư lại là cường giả minh văn cảnh nhưng vẫn không phải là đối thủ của chuột yêu điều càng làm cho người giật mình chính là chuột yêu này lại còn không dốc hết toàn lực trời ạ à, chuột yêu này ở dưới trạng thái mạnh nhất lại kinh khủng tới mức nào lần đầu tiên ở trong lòng mọi người nổi lên nghi ngờ Thánh hoàng bệ hạ đánh thắng được con chuột yêu này sao? Không phải thánh hoàng không đủ cường đại, mà là con yêu chuột này khủng khiếp đến mức nghịch thiên. Ngươi cũng muốn bị chuột ra đánh bay sao? Yêu chuột nhìn Dương Bách, nhếch miệng cười, lộ ra hai cái răng cửa cực lớn. Chương 3729, không chịu nổi một đòn một. Dương Bách hừ một tiếng, nửa bước không lùi, hắc hắc, chuột ra mấy ngày qua giái tai cũng nghe đến cháy ngấy. Cái gì thánh hoàng vô địch, cái gì thánh hoàng vũ nội vô song? ngày hôm nay chuột ra lại cho các ngươi thấy kẻ gọi là thánh hoàng cũng chỉ có thể phủ phục ở dưới chân chuột ra yêu chuột vô cùng kiêu ngạo nó phóng ra khí thức của bản thân giống như sóng to gió lớn đánh về phía bốn phương tám hướng khí thức này vô cùng đáng sợ cho dù là dương bách thân thể cũng run rẩy giống như có một trận gió là có thể thổi ngã hắn mạnh mẽ giống như dương bách cũng như vậy những người khác thì càng không cần phải nói toàn bộ quảng trường ai cũng quỳ xuống đất phải biết rằng người nơi này đều là trụ cột của huyền bắc quốc lại khó có thể ngăn cản được một đạo khí tức của yêu chuột điều này có ý nghĩa như thế nào một con yêu chuột lại có thể quét ngang huyền bắc quốc lang hàn cũng không có cách nào đứng thẳng nữa áp lực này quá kinh khủng nhưng hắn làm sao có thể quỳ xuống trước một con chuột yêu thân thể hắn ngã về phía sau một cái biến thành đặt mông ngồi trên mặt đất trong lúc dương bách cũng không có cách nào kiên trì được nữa thời điểm lưng cũng bị ép khom chợt có một bàn tay lại từ phía sau lưng hắn đưa tới đặt ở trên vai của hắn nhất thời một lực lượng lưu chuyển khiến cho hắn một lần nữa đứng thẳng người bệ hạ dương bách kích động cũng sắp muốn khóc trần phong viêm gật đầu nói dương khanh đi qua một bên nghỉ ngơi trước đi vâng bệ hạ dương bách cung kính nói hắn tất nhiên biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của con chuột yêu này ngay cả khí tức của người ta hắn còn không có cách nào địch nổi nếu cậy mạnh hỗ trợ hoàn toàn là kéo chân sau của Trần Phong Viêm. a à, chuột yêu lộ ra vẻ kinh ngạc, nó nhìn chằm chằm vào Trần Phong Viêm, chỉ là khai khiếu cảnh làm sao có thể địch nổi khí thế của chuột ra. Trừ khi, ngươi không phải là khai khiếu cảnh, đây là giang sơn của chẫm, ngươi tàn hại con dân của chẫm, Hôm nay chấm liền khiến HCO người nợ máu trả bằng máu. Trần Phong Viêm thản nhiên nói, giống như đối mặt không phải là một con đại yêu cường đại đến không có cách nào biết rõ, mà chỉ là một cõi yêu thú thông thường. ca ca, ca nói khoác không biết ngưỡng, thực sự là nói khoác không biết ngưỡng. Chuột yêu cười to, Trần Phong Viêm phóng người nhảy lên một cái, tốc độ của hắn nhanh tới mức không có cách nào hình dung. Trong nháy mắt hắn lại xuất hiện ở trước thân của Chuột yêu, giống như hắn vốn chính là đứng ở nơi đó. ầm, um, Trần Phong Viêm một quyền đánh qua, liền thấy Chuột yêu bị cứng rắn chấn động bay ra ngoài. Một quyền đối phó, dựa vào tất cả mọi người ở đó hoàn toàn yên tĩnh con yêu chuột này trước đó bá đạo tới mức nào lại cường đại tới mức nào một mình diệt một quân đoàn hơn nữa còn là đội tinh nhuệ dưới trướng của hoành thiên đại soái còn đánh cho hoành thiên đại soái trọng thương bỏ chạy nếu không có phải xem là mồi nhử sợ rằng hoành thiên đại soái đã sớm chết mà yêu chuột vừa hiện thân lại lớn tiếng dọa người đạp trời lao tới một đòn đánh bại hồng thái sư một khí thế áp chế tất cả mọi người ở đó khiến cho nghị sự trưởng thiếu chút nữa quỳ xuống đây không phải là tư thế vô địch sao trong lúc tất cả mọi người đang tuyệt vọng thánh hoàng của bọn họ ra tay một quyền giải quyết ầm um, trong nháy mắt sau tất cả mọi người ở đó bạo phát ra tiếng hoan hô kịch liệt giống như núi lở giống như sóng thần mỗi người đều giống như bệnh tâm thần liều lĩnh hô tới rách cổ hỏng cũng không để ý tới giờ phút này bọn họ thầm mong phát tiết ra sự kích động trong lòng đây chính là thánh hoàng của bọn họ thần của bọn họ chi vương giả tuyệt đối bất bại lang hàn cũng líu lưỡi Hắn vẫn cho rằng thực lực của con yêu chuột không chỉ là minh văn cảnh. Từ những gì nó vừa nói có thể thấy, cho dù là phá khiếu cảnh cũng không có được nó để ở trong mắt, rất có khả năng đứng ở trên cảnh giới phá khiếu. Nhưng một con yêu thú thực lực khủng khiếp như vậy, lại bị Trần Phong Viêm một quyền đánh bay. Vậy tu vi của vị thánh hoàng này lại đạt tới mức nào? Đều nói hắn là phá khiếu cảnh, hiện tại tiếp tục nhìn, ha ha, lừa gạt quỷ. Phía trước, có bụi hóa thành trạng thái mây nấm, bay lên đến giữa không trung thật lâu mới chậm rãi tản đi hiện ra một hố sâu khổng lồ bán kính bên trong ước chừng nửa dặm mà ở trung tâm của hố sâu lại là con yêu chuột này nằm nửa người nó đã bị đánh cho nát như chảy ra rất nhiều máu giống như thủy tinh trong suốt phát sáng chít yêu chuột phát ra tiếng kêu đau đúng lúc bỏ dậy mọi người ai cũng chấn động kinh ngạc thân thể như vậy cũng còn có thể đứng lên quái vật toàn thân của con yêu chuột có hào quang lưu truyền có thể thấy rõ có một viên đan châu màu đồng cổ ở trong thân thể của nó phát sáng, lưu chuyển ra từng tia năng lượng bí lực. Chỉ thấy máu thịt của nó lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng ra. Nửa phần thân bị tổn hại của nó lại có thể đang khôi phục. "Bệ hạ!" Dương Bách liền vội vàng kêu lên, "Bệ hạ!" Hồng Thái sư cũng gọi, "Yêu chuột hiện tại đang khôi phục, chắc là thời kỳ suy yếu nhất." Lúc này xuất thủ tất nhiên là hay nhất. Trần Phong Viêm chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, không giận không vui hình như trong mắt hắn, cho dù con yêu chuột này cường đại thì cũng cũng chỉ bình thường thôi. Hắn căn bản khinh thường tập kích bất ngờ vào lúc này. Tốc độ khôi phục của con yêu chuột rất nhanh, nhưng viên đan châu màu đồng kia cũng đang trở nên ảm đạm không ánh sáng, giống như từ viên minh châu biến thành ngói vụn. Đáng chết, đáng chết, yêu chuột đã hoàn toàn khôi phục, hai mắt ti hí của nó tản ra ánh sáng màu đỏ như máu. Nó nhìn chằm chằm vào trần phong viêm, người tuyệt đối không phải là phá khiếu cảnh, tuyệt đối không phải. Trần Phong Viêm chắp hai tay sau lưng, lười đáp lại. Đáng giận, cuối cùng lại khiến cho ta tiêu hao linh đan, tự hủy tu vi tới khép lại thương thế. Người đáng chết một vạn lần, yêu chuột lại kêu lên, cắn răng nghiến lợi, nếu không phải chuột ra còn không có thực lực khôi phục, cũng sẽ không bị người ép đến bước này. Nói đủ chưa, Trần Phong Viêm cuối cùng mở miệng, hắn bước về phía trước một bước, nhất thời, khí thế đáng sợ giống như rời núi lấp biển, thiên địa cũng thoáng bị thất sắc, vạn cây đều nghiêng thân, dường như đang biểu đạt sự thần phục đối với hắn. Thánh hoàng bệ hạ, tất cả mọi người kích động đến ra đầu tê dại, khí thế kia so với yêu chuột lại cường đại gấp bao nhiêu lần. Chương 3730, không chịu nổi một đòn hai. Hơn nữa, khí thế của yêu chuột chỉ là cường đại, còn mang theo sự tà ác. Nhưng khí thế của Trần Phong Viêm lại là khí thế lớn, căn bản không thể so sánh nổi. Tất cả mọi người cam tâm tình nguyện quỳ xuống, hô to vạn tuế. Yêu chuột cũng quá sợ hãi, lỡ lời nói làm sao có thể, tinh cầu này bị trận pháp phong ấn, lực lượng thiên địa cực yếu, ngươi làm sao có thể đạt được sinh đan cảnh, thậm chí mạnh hơn? Trần Phong Viêm đi từng bước một tiến về phía trước, một cảnh tượng khiến cho da đầu mọi người tê dại xuất hiện. Sau khi đi mấy bước, hắn lại có thể bước vào khoảng không, đi vào trong bầu trời. A, à, phía dưới, tất cả mọi người kích động đến mức muốn khóc. Đây chính là thánh hoàng của bọn họ, cái thế vô địch, thần nhân mút trời. Ngươi, ngươi Ngươi, yêu chuột cũng khiếp sợ đến mức lông tơ trên toàn thân dựng thẳng. So với bất kỳ kẻ nào, nó đều rõ ràng hơn, sinh đan cảnh tuy rằng có thể bay, nhưng phải duy trì ở trạng thái di chuyển rất nhanh. Bằng không cũng không có cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của trọng lực, sẽ từ trên bầu trời ngã xuống. Bước từng bước chậm rãi đạp vào không trung, giống như trọng lực hoàn toàn không tồn tại. Điều này lại tuyệt đối không chỉ là tu vi sinh đan cảnh. Trời ạ, à, ở ngoài lao tù làm sao có thể có tồn tại khủng khiếp như vậy? yêu chuột lại không có ý nghĩ báo thù thân thể nó thoáng chuyển một cái bốn chân tung bay thân hình lập tức chui vào trong đất nó đào lỗ bỏ chạy đây là sở trường đặc biệt của con chuột trời sinh biết đào lỗ nó lại là tồn tại sinh đan cảnh cho dù thực lực giảm lớn nhưng triển khai thiên phú thần thông này lại không có chút vấn đề nào nó tin tưởng phá không chạy đi nhất định sẽ bị trần phong viêm lập tức chặn lại nhưng chui xuống đất rời đi ha ha, nó nhận đứng thứ hai, lại có mấy người dám nói là đứng thứ nhất. đào đào đào, nó điên cuồng đào đất, ra sức chui vào trong lòng đất. khi đi xuống được mười mấy dặm, nó lại đào động sang ngang, rời thật xa khỏi chỗ này. nó thề, nó sẽ không tới quốc gia này nữa. ầm, um, đang nghĩ ngợi, nó chỉ cảm thấy mặt đất chấn động. một lực lượng quỷ dị kéo tới, sau đó mặt đất phía trước nó lại trở nên vô cùng cứng rắn, cho dù là móng của nó cũng rất khó đào ra được chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra nó càng móc càng thấy khó khăn cuối cùng nó phát hiện mặt đất này cứng rắn giống như thần thiết tiên kim cho dù là lợi chảo của nó cũng không có cách nào đào xuống được chút nào cái này yêu chuột còn chưa suy nghĩ xong đã cảm thấy thân thể chấn động đất đai liên quan gần đó cũng bị kéo lên theo nó hoảng sợ phát hiện thân thể mình bị giam cầm ở trong lớp đất đá dày chỉ có một cái đầu lộ ra hiện tại nó đang chậm rãi di chuyển lên trên không trung cuốn về phía Trần Phong Viêm. Mật của yêu chuột cũng sắp rơi ra ngoài, nhân tộc này trước mặt cũng quá cường đại, cứng rắn lôi nó nó từ mặt đất đi ra. Phải biết rằng, nó thiêu đốt linh đan, trong khoảng thời gian ngắn thực lực chí ít khôi phục lại phân nửa so với thời kỳ toàn thịnh. Nhưng nó lại ngay cả dũng khí đối đầu với đối phương cũng không có. Tranh lệch này, lớn như trời và đất, chấm nói, muốn người nợ máu trả bằng máu. Trần Phong Viêm nói, giọng nói hết sức bình tĩnh, tha mạng, thánh hoàng bệ hạ tha mạng yêu chuột lập tức lại chịu thua, hoàn toàn không có khí phách của cường giả. Ta nguyện ý quy thuận bệ hạ, làm trâu làm ngựa. Chỉ cần bệ hạ ngài phân phó, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, nghe nói như thế, mỗi người ai cũng dâng lên cảm giác tự hào mãnh liệt. Đây chính là thánh hoàng của bọn họ, trên trời dưới đất vô địch. Yêu chuột lại như thế nào? Đánh bại bốn đại soái đại sư lại như thế nào? Ở trước mặt thánh hoàng bọn họ chính là đống cận bã. Hồng thiên bộ, ha ha, chỉ là một tiểu bối mà thôi. ở trong tiểu bối có thể coi là thiên kiêu, nhưng cầm ra so sánh với thánh hoàng sao? cạn bã, bệ hạ, tha mạng, tha mạng, yêu chuột liên tục cầu xin tha thứ. trần phong viêm cười nhạt nói: giết con dân của chấm, ngươi còn muốn sống tạm? ầm, ừ, một trường của hắn đè xuống, yêu chuột liên quan toàn bộ lồng giam bùn đất cùng nổ nát bấy. giết chết, hoàn toàn không dây dưa. thực lực của con yêu chuột này hoàn toàn nghiền ép đẳng cấp của bốn đại soái tuy rằng không biết sinh đan cảnh là cái gì, nhưng khẳng định còn ở trên khai khiếu. Cường giả như vậy nguyện ý đầu nhập vào, Trần Phong Viêm lại suy nghĩ cũng không suy nghĩ, trực tiếp giết chết. Không thể không nói, vị thánh hoàng bệ hạ này thật đúng là đại khí. Giết con dân của ta, cần gì quan tâm người có thực lực gì, giết. Đây là một loại thái độ, huyền Bắc Quốc không thể phạm, con dân của huyền Bắc Quốc không thể động, bằng không, nợ máu trả bằng máu. Không ít người đã kích động đến mức khóc cả ra có thể có thánh hoàng như vậy, còn cầu có gì? Bệ hạ, thánh hoàng, tự động, chí ít chín phần mọi người quỳ xuống, hướng về phía vị thánh hoàng này quỳ bái. Trần Phong Viêm giơ tay lên, ra hiệu mọi người đứng lên. Sau đó hắn nói, Lăng Hàn, người theo chấm tới. Lăng Hàn gật đầu, trong lòng cũng thầm khen ngợi cho vị thánh hoàng này. Trước đó, nhìn biểu hiện của đám người Trần Thánh Kiệt không chịu nổi, khiến cho liên quan đến Trần Phong Viêm, hắn cũng có vài phần coi thường. Nhưng bây giờ hắn hiểu rõ, đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính không giống nhau hắn phóng người đi theo sau lưng trần phong viêm trần phong viêm cũng không dẫn theo hắn đi vào hoàng cung trái lại dẫn hắn đi vào trong núi tới một chỗ yên lặng những bản cải tiến bí lực hoàn hồi khí đan này đều do ngươi lấy ra không nghĩ tới trần phong viêm không dạy lăng hàn võ kỹ trái lại hỏi tới chuyện không liên quan trong lòng lăng hàn thoáng động nhưng nghĩ tới trần phong viêm lại là người đứng đầu huyền bắc quốc có một số việc có thể lừa gạt được người khác làm sao có thể lừa gạt được hắn. Hơn nữa, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Lăng Hàn gật đầu, nói, tại hạ ở trên đan đạo quả thật có chút thành tựu. Không chỉ là đan đạo, Trần Phong viêm cười, dùng ngón tay vẫy Lăng Hàn một cái. Lăng Hàn cười ha hả hắn biết chuyện trận đạo cũng lừa không được vị thánh hoàng này, bởi vậy đơn giản cũng thẳng thắn thừa nhận xuống. Rất tốt, rất tốt, Trần Phong viêm lộ ra vẻ tươi cười, nếu như chỉ có thiên phú tu luyện, vậy chỉ có thể một mình được lợi. Nhưng phổ thế phương pháp luyện đan cải tiến, đây là công lao lớn. Cảm ơn thánh hoàng." lang Hàn chắp tay làm lễ. Chương 3731, năng lượng cao tầng lần. Vị thánh hoàng này thực lực sâu không lường được, ở thế giới coi trọng thực lực này, quả thực đáng để hắn tôn kính. Đương nhiên, tôn kính cũng không có nghĩa là kính nể, e sợ. Hắn tuyệt đối sẽ không sợ hãi bất cứ người nào. Trần Phong Viêm bước đi thong thả vài bước, nói: "Vốn chỉ dự định dạy ngươi một môn võ kỹ, chỉ có điều người công lao lớn như vậy, chỉ truyền cho ngươi một môn vũ kỹ hình như có vẻ chấm quá hẹp hòi. Lăng Hàn ra mặt thật dày, nói, vậy bệ hạ có thể ban cho ta một ít bảo quả, tốt nhất là hệ sinh mạng. Trần Phong Viêm liếc mắt nhìn hắn một cái, không khỏi bật cười. Ngươi thật đúng là hoàn toàn không có một chút khách khí nào. Bệ hạ rộng lượng, lòng chứa cả thiên hạ, ta chỉ là nói thật về nhu cầu của mình. Lăng Hàn nói, Trần Phong Viêm lắc đầu, con đường tu luyện, tốt nhất là tự mình đi không nên luôn nghĩ tới đường tắt hơn nữa có đôi khi trải qua một ít đau khổ nhận chút cản trở cũng có chỗ lợi không cho thì không cho còn muốn thuyết giáo một hồi ở trong lòng lang hàn thầm phỉ nhổ một câu nhưng ngoài miệng đương nhiên sẽ không nói trần phong viêm suy nghĩ một chút nói được rồi chấm lại nói với ngươi con đường tu luyện a à, ngươi không truyền võ kỹ lang hàn đầu tiên là sửng sốt nhưng cũng không thất vọng bởi vì nghe giọng nói của trần phong viêm chỉ truyền một môn võ kỹ là lòng dạ hẹp hòi. Vậy con đường tu luyện hắn nói chắc hẳn là giá trị cao hơn so với một môn võ kỹ. Mời bệ hạ chỉ giáo, hắn cung kính nói, Trần Phong Viêm chắp tay bước đi thong thả, nói, trước tiên là nói về võ kỹ, hắn tiện tay chộp một cái. Trên tay hắn nhất thời có lửa mạnh cháy hừng hực bay lên. Hắn lại ấn một cái, lửa cháy mạnh biến mất, thay vào đó lại là hàn băng. Lại một lần, toàn bộ bàn tay đều hóa thành kim loại. lang Hàn kinh ngạc, trong quá trình này, hắn cũng không phát hiện ra Trần Phong Viêm vận dụng bất kỳ võ kỹ nào. Hoặc nói, Trần Phong Viêm trước sau chỉ dùng một loại võ kỹ. Tại sao phải dẫn động hỏa diếm, không khí, thậm chí biến bàn tay thành kim loại? Muốn biết đây là vì sao? Trần Phong Viêm cười nói. Lăng Hàn gật đầu, nói. Muốn, mắt Trần Phong Viêm nhìn lên bầu trời, lo lắng nói. Trên thế giới này, ngoại trừ bí lực ra, còn có lực lượng khác. Những lực lượng này ở trình độ càng cao hơn, người không có cách nào thông qua tu luyện đạt được ví dụ như ngọn lửa này hàn băng này v v vậy phải vận dụng thế nào lang hàn hỏi hắn chỉ thấy qua hồng thiên lượng vận dụng năng lượng thần bí màu đen nào đó chỉ lấy lực lượng mà nói loại năng lượng này cũng không cường đại nhưng nói đến tính phá hủy năng lượng này lại khủng khiếp trong đó còn có pháp khí cũng không phải là lấy lực thủ thắng chỉ đánh ra năng lượng vốn có lực phá hoại đã cực đáng sợ do đó đạt được hiệu quả xé rách phòng ngự niệm lực trần phong viêm nói loại năng lượng cấp độ cao này chỉ có niệm lực có khả năng dẫn động lăng hàn a à một chút hóa ra những năng lượng này là dựa vào niệm lực dẫn động pháp khí này trận văn trên pháp khí cũng có thể tạo được hiệu quả cùng loại không sai trận đạo cần lực tinh thần trận văn và trận đạo trên pháp khí là nhất mạch truyền lại người có thể luyện đan bày trận nói rõ người đã tu ra lực tinh thần có đầy đủ cơ sở vận dụng loại năng lượng này Trần Phong Viêm tiếp tục nói, chỉ có điều, phải vận dụng loại năng lượng này, người cần phải nắm giữ đồ lục tương ứng. Năng lượng hỏa diễm lại đối ứng với linh đồ hỏa diễm, năng lượng băng xương đối ứng với linh đồ băng xương. Chấm lại nắm giữ cùng sở hữu 36 loại linh đồ. Nhưng số lượng năng lượng cấp độ cao tầng chắc hẳn không chỉ có như vậy. Người cải tiến phương pháp luyện đan, phổ thế có công. Chấm liền đặc biệt truyền cho ngươi hai tờ linh đồ, ngươi quyết định hai loại nào? hắn thoáng phổ cập một chút cho lăng hàn trong năng lượng cấp độ cao có năng lượng cùng loại ngũ hành cũng có hệ năng lượng lôi còn có năng lượng thuần túy phá hủy số lượng nhiều vượt ra khỏi hệ thống lực lượng trong thế giới nguyên lăng hàn đương nhiên là muốn nắm giữ tất cả năng lượng nhưng hắn cũng biết lúc này điều này là không hiện thực suy tính một chút sau đó hắn nói ta muốn học linh đồ kim và linh đồ thạch trần phong viêm thoáng lộ ra một vẻ khen ngợi nói năng lượng kim sức mạnh vô địch Năng lượng thạch lại là thiên hướng phòng ngự. Một công một thủ, người làm ra lựa chọn rất chính xác. Để cho Lăng Hàn lựa chọn linh đồ, thật ra cũng là một loại thử thách. Trần Phong Viêm vung tay phải lên, trong tay hắn đã có thêm hai khối ngọc điệp, cũng không có nhìn ra được hắn móc ra từ nơi nào. Pháp khí không gian, ừ, hắn chính là Đường Đường Thánh Hoàng, có một cái pháp khí không gian cũng chỉ là bình thường. Dán ngọc điệp ở trên trán, lấy niệm lực dẫn động. Trần Phong Viêm vừa nói, vừa đưa ngọc điệp tới vốn tưởng rằng là đưa ngọc điệp cho mình, nhìn bộ dáng này của Trần Phong Viêm, hiển nhiên là muốn thu trở về. Được rồi, Lăng Hàn dán ngọc điệp ở trên trán, niệm lực vừa chạm vào, nhất thời trong đầu của hắn xuất hiện vô số ký hiệu. Hắn rõ ràng một cái cũng không nhận ra, nhưng hết lần này tới lần khác lại giống như có thể hiểu. Đây là một loại phương pháp khai thông, đối tượng khai thông chính là năng lượng cấp độ cao, nhưng loại năng lượng này là thân thể sờ không tới, phải lấy niệm lực đi khai thông. Nhất thời, trong đầu lăng hàn dâng lên vô số điều hiểu ra lăng hàn tham lam hấp thu những kiến thức này biến nó thành của mình a à, hóa ra là như vậy a à, hóa ra là như vậy hắn nhắm hai mắt nhưng lông mày cũng đang không ngừng nhân lại qua mấy giờ sau hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra tìm hiểu ra được bao nhiêu trần phong viêm hỏi trong lòng lăng hàn có chút cảm động vị này chính là thánh hoàng hiện nay thực lực càng cường đại đến mức kinh thiên động địa nhưng bây giờ lại nguyện ý chờ hắn ở chỗ này để chỉ điểm phong độ như vậy lại có mấy người nắm giữ hẳn là có chút manh mối hắn gật đầu vươn tay ra trong thức hải hồi tưởng lại linh đồ của kim niệm lực nhanh chóng vận chuyển di chuyển ở trong khu vực bốn phía xung quanh nhất thời hắn phát hiện bốn phía xung quanh có nhiều vô số hạt căn bản tinh quang đều là tản ra ánh sáng rực rỡ màu vàng thật ra có vài hạt căn bản phát ra ánh sáng màu vàng vô cùng sáng ngời có vài hạt lại vô cùng ảm đạm chương 3732, linh đồ, những hạt này đều tương ứng với năng lượng kim, năng lượng sáng ngời cường độ lại lớn, năng lượng ảm đạm cường độ lại nhỏ. Hơn nữa những hạt căn bản không có khả năng bất động mà đang nhanh chóng di chuyển. Thu, trong thức hải, niệm lực tạo thành hình thái linh đồ. Nhất thời, những hạt căn bản này đều giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, bay tới. Lăng Hàn đưa tay phải ra, những hạt căn bản này đều quấn ở trên tay hắn, tốn khoảng một phút, Số lượng những hạt căn bản này đạt trình độ tới đủ nhiều, không cần lại lấy niệm lực cảm ứng, có thể lấy mắt thường nhìn thấy được, hình thành một tia ánh sáng rực rỡ màu vàng. Lấy niệm lực làm như manh mối, khiến cho năng lượng được cụ thể hóa. Âm thanh của Trần Phong Viêm truyền tới, Lang Hàn thực hiện theo lời hắn nói, tầng ánh sáng rực rỡ màu vàng kia lập tức biến thành thực chất. Dường như ở trên nắm đấm của hắn đeo một găng tay. Chỉ là cái găng tay này nhìn qua có chút không được tự nhiên. Có bộ phận đặc biệt sáng có bộ phận lại muốn ảm đạm hơn một chút. Lăng Hàn biết, đây là hắn lấy ra toàn bộ hạt căn bản chất đống cùng nhau, cho nên có nơi năng lượng nồng đậm, sẽ sáng hơn một điểm, có nhiều chỗ năng lượng rất thưa thớt, sẽ ảm đạm hơn rất nhiều. Điều này đưa đến hậu quả chính là sẽ giảm xuống năng lượng của lực phá hoại. Ai, hắn thở dài, quá thất bại, Trần Phong Viêm lại lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi lần đầu tiên lấy niệm lực khai thông, lại có thể làm được tình trạng như vậy. Hắn thấy, Lăng Hàn ở trong thời gian ngắn như vậy có thể cảm ứng được hạt căn bản năng lượng đã không tệ. Nhưng Lăng Hàn còn ngưng tụ chúng lại, hóa thành thực chất. Một lần lại thành công, tuy rằng năng lượng vẫn hết sức pha tạp, sử dụng thời gian cũng dài một chút, nhưng lấy tiêu chuẩn lần đầu tiên tới đánh giá, như vậy thậm chí đã vượt ra khỏi cấp bậc hoàn mỹ. Lăng Hàn cũng sững sờ, hắn biểu hiện như vậy lại còn xem là được, chấm cũng phải nhìn ngươi với cặp mắt khác, xem ra ngươi không chỉ có thiên phú đan đạo kinh người, thiên phú võ đạo có khả năng càng xuất sắc hơn. Trần Phong Viêm nói, không nên khen người như thế, sẽ mặt đỏ. Tuy rằng đây là lời nói thật, ra mặt lang hàn rất dày cũng thầm nghĩ. Người ở đây có thể chậm rãi tu luyện, nếu thật sự ở trong chiến đấu, người cũng không thể tiêu tốn một phút thậm chí thời gian dài hơn để ngưng tụ năng lượng cao tầng. Trần Phong Viêm nói, lang hàn gật đầu, trừ khi vừa ra tay lại lấy năng lượng cao tầng đánh ra. Bằng không ở trong chiến đấu, thời gian đi vận dụng quá lâu, đây chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đừng nói thủ thắng, ngược lại có thể làm cho mình rơi vào nguy cơ. Hiện tại thiên địa vừa sống lại, các loại năng lượng vẫn tương đối thưa thớt, cho dù là niệm lực tu luyện cũng tương đối khó khăn. Nhưng trăm triệu không thể coi thường, niệm lực có tác dụng to lớn, vượt quá xa so với sự tưởng tượng của ngươi. Trần Phong Viêm nghiêm nghị nói, Lăng Hàn tất nhiên biết, hiện tại đòn sát thủ lớn nhất của hắn chính là sử dụng niệm lực điều khiển phi kiếm công kích. Ừ. Lăng Hàn gật đầu, mặt khác, linh đồ giống như công pháp, võ kỹ, còn có phân chia cao thấp. Chấm nắm giữ những linh đồ này, không coi là quá cao cấp. Cho nên, sau này ngươi nếu có cơ hội lấy được linh đồ cao cấp hơn, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Trần Phong Viêm nói, Lăng Hàn lại gật đầu. Vừa rồi, trong thời gian quan sát nhớ lại linh đồ, hắn liền suy nghĩ, nếu như linh đồ có thể phức tạp hơn một chút nữa, một lần có thể lấy ra đến năng lượng cấp độ cao không phải sẽ càng nhiều hơn sao. Cái này tạm thời để qua một bên, người cố gắng luyện tập là được, liên quan tới năng lượng cấp độ cao, có rất nhiều huyền bí, cũng đủ để ngươi cân nhắc rất lâu. Trần Phong Viêm lại nói, hắn dừng một chút, sau đó nói tiếp, hiện tại, chấm và ngươi nói một chút về chuyện tu luyện. Mỗi một cảnh giới đều có cực hạn, ví dụ như, thông mạch cảnh có thể tu đến 20 mạch. Lăng Hàn gật đầu, cực hạn này hình như không khó đạt được, chỉ ít trong học viện đế đô khả năng có một phần 10 số người lấy được thành tựu như vậy trần phong viêm nhìn hắn mỉm cười ngươi cũng không chỉ đả thông hai mươi mạch trong kinh mạch thật nhỏ thân thể chắc hẳn cũng đã đả thông nếu không bây giờ ngươi không có khả năng nắm giữ lực lượng kinh người như thế không hổ danh là thánh hoàng nhãn lực này lang hàn gật đầu nói bệ hạ anh minh thuận lợi nịnh bợ vỗ một cái trần phong viêm tất nhiên không sẽ để ý tiếp tục nói thông mạch cảnh nói sau ngũ biến chính là điểm cuối nhưng cực hạn thì sao lục biến sau lục biến trở lại nguyên trạng, máu sẽ hoàn nguyên. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói, vậy có thất biến hay không? 20 mạch cũng đã là hạn cực kỳ, còn có thể đánh thông kinh mạch thật nhỏ, đẩy cực hạn lên một cấp bậc cao hơn nữa. Hoán huyết cảnh có hay không? Trần Phong Viêm không khỏi bật cười. Ngươi cho rằng nhiều người thông mạch cảnh đạt đến cực hạn, hoán huyết cảnh cũng vậy sao? Hắn lắc đầu, cảnh giới càng cao, cực hạn cũng càng khó đột phá. Chấm có thể rất khẳng định nói, ở thông mạch cảnh, Người tu luyện đến 20 mạch có thể tu luyện đến lục biến, chưa đầy 1%. Phải biết rằng thật ra ở thông mạch cảnh, người có thể tu luyện đến 20 mạch cũng không có nhiều. Lại chỉ có 1% số người có thể tu luyện đến lục biến. Có thể thấy được lục biến khó khăn tới mức nào. Trên hoán huyết là cực cốt cảnh, hết lần này tới lần khác khiến xương của mình nát bấy, sắp xếp lại lần nữa. Sau 5 lần vỡ nát, đó là cuối cùng, Trần Phong Viêm tiếp tục nói, nhưng có người có thể đánh nát 6 lần, thậm chí 7 lần số lần đúc lại rèn luyện càng nhiều, xương cốt lại càng thêm bền vững kiên cố. chỉ ở cực cốt cảnh, vậy không nhìn ra có bao nhiêu ưu thế lớn. nhưng theo cảnh giới của người nâng cao, người sẽ phát hiện thần cốt bền vững kiên cố có ý nghĩa cực lớn. trên cực cốt là minh văn cảnh, đó là ở trên cơ quan nội tạng bên trong thân thể có khắc xuống đạo văn, cường hóa bọn chúng. tâm, gan, tỳ, phổi, thận được gọi là năm cung. đây cũng là giới hạn của minh văn cảnh. Nhưng cơ quan nội tạng bên trong cơ thể ngươi cũng không chỉ có năm. Tự ngươi nói, cực hạn có thể đạt tới trình độ nào? Lăng Hàn nhe răng, vậy muốn tu đến cảnh giới cao sẽ rất khó, muốn mỗi một cảnh giới tu luyện đến cực hạn thì lại càng thêm khó khăn. Chương 3733, thông điệp, không cần vội vàng đột phá, nhất định phải tu đến thời điểm không thể tiến thêm được nữa, lại làm thử. Trần Phong viêm nghiêm nghị nói. Vâng, Lăng Hàn cung kính nói. Hắn tất nhiên phân biệt rõ khuyên dân của người khác đối với hắn là thật lòng hay là giả ý. Trần Phong Viêm hình như gửi gắm kỳ vọng cao đối với hắn. Nếu không cũng sẽ không dốc lòng giải giải rõ ràng cho hắn như thế, lấy thân phận của vị thánh hoàng này mà nói, đây là thưởng thức cực lớn. Không nên nhìn hiện tại gió êm sóng lặc, nhưng sau này tồn tại giống như yêu chuột sẽ còn rất nhiều, thực lực vượt quá cũng sẽ không phải là số ít. Trần Phong Viêm có chút cảm khái nói, chấm chỉ có một mình, khó có cách nào phân hân. Cho nên cần ngươi, còn có người giống như ngươi nhanh chóng trưởng thành lên thay chấm phân chia nỗi lo lắng giải nạn cứu giúp lê dân muôn dân trăm họ lăng hàn gật đầu nghiêm túc nói nhất định không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ hắn cũng sẽ không tha thứ cho tồn tại giống như yêu chuột xem nhân tộc trở thành khẩu phần lương thực trần phong viêm cười đi thôi cố gắng tu luyện những chuyện khác không cần phải quan tâm có gì khó khăn chấm sẽ thay ngươi ra mặt điều này tương đương với cho lăng hàn một thanh thượng phương bảo kiếm Cảm ơn bệ hạ, Lăng Hàn thi lễ một cái. Tuy rằng Trần Phong Viêm nói như vậy, nhưng tuyệt đối không thể cứ có chút việc liền lập tức tìm vị thánh hoàng này. Người ta làm gì có được rảnh rỗi như vậy, cho nên, trừ khi thực sự gặp phải phiền toái lớn. Cố gắng lên, Trần Phong Viêm vỗ vào vai của Lăng Hàn, sau đó phóng người nhảy lên một cái, phá không rời đi. Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ, vị thánh hoàng này rốt cuộc là tu vi gì? Ách, so với Hầu Ca, người nào mạnh hơn một chút. Hầu Ca cũng không yếu. Lăng Hàn vừa thì thào nói, vừa đi trở về. Tuy rằng Trần Phong Viêm cũng không dạy hắn bất kỳ võ kỹ nào, lại hắn mở ra cho một cánh cửa lớn mới. Điều này so với truyền thụ 10 môn 8 môn võ kỹ đỉnh cấp cũng còn có tác dụng hơn. Trở lại học viện đế đô, hắn tạm thời buông trận đạo và đan đạo, tập trung ý chí vào tu luyện linh đồ. Muốn lấy ra năng lượng cấp độ cao, phải biết quan sát tưởng tượng ra linh đồ, lại lấy niệm lực xây dựng. Đây là một quá trình rất phức tạp, quan sát tưởng tượng linh đồ thử thách chính là ngộ tính. Bởi vì linh đồ này vô cùng phức tạp, có chút sai lầm sẽ không có cách nào quan sát nghĩ ra được, cũng không bao giờ có thể nói đến bước kế tiếp. Niệm lực không đủ cường đại, vậy căn bản không có cách nào quan sát tưởng tượng thành công. Bước đầu tiên là có thể loại trí ít 9 phần võ giả hiện tại ra ngoài. Ngược lại là những đan sư, trận sư này chỉ cần đồng ý tốn chút thời gian, nhất định có thể quan sát tưởng tượng thành công. Sau khi quan sát tưởng tượng thành công, vậy phải xem cường độ niệm lực. Niệm lực càng mạnh, có thể hấp thụ được hạt căn bản năng lượng lại càng nhiều. Điều Lăng Hàn muốn làm, chính là tốc độ quan sát tưởng tượng ra linh đồ nhanh hơn, phải dung nhập thực chiến. Quá trình này nhất định phải ở bên trong mấy giây thậm chí hoàn thành trong một giây. Tiến bộ của hắn rất lớn, chỉ là sau một ngày, hắn lại nén thời gian quan sát tưởng tượng đến nửa phút. Nhưng tiến bước tiếp theo cũng chậm, ba ngày sau, hắn ép đến 20 giây, lại hai ngày đến 13 giây, tốn thời gian 13 ngày, Lăng Hàn cuối cùng ép thời gian đến 2,7 giây. Nhưng nếu còn muốn tiến bước lại gặp khó khăn, gặp phải bình cảnh. Có khả năng phải chờ tinh thần lực của Lăng Hàn nâng cao thêm một bước, mới có thể nén thời hạn thêm một bước nữa. Xem qua Trần Phong Viêm cùng yêu chuột đánh một trận, nhãn giới của Lăng Hàn thoáng cái mở rộng ra vô số lần. Cho dù là đám người bốn đại soái, Hồng Thái Sư cũng đã không phải là đối tượng hắn cần vượt qua. Ngoại trừ Trần Phong Viêm ra, những người khác có khả năng cũng chỉ là ở giai đoạn võ đạo sơ cấp khác biệt chỉ ở đi thêm mấy bước mà thôi hiện tại hoàn cảnh thiên địa đang sống lại chính là cơ hội tốt thực hiện một lần vượt qua ta tạm thời làm tốt chính mình đã dưới huấn luyện vài ngày như vậy lăng hàn tiến bước rõ ràng hiện tại hắn ngưng tụ năng lượng kim lại không pha tạp giống trước như vậy mà là một khối lấy nắm đấm nhẹ nhàng ma sát ở trên tảng đá một chút cũng không cần lực lượng gì chỗ ánh sáng màu vàng va chạm vào tảng đá liền hóa thành bột phấn lực phá hoại có thể thấy rõ hắn bố trí lực lượng bố ở trên lực quyền này, trong một quyền đánh ra, năng lượng kim cũng dung nhập ở trong đó, khiến trong nháy mắt rừng cây nhỏ gần đó bị phá hủy gần 7-8 phần. Chỉ có điều đánh ra như vậy, tiêu hao sẽ rất lớn. Chỉ là hơn 10 quyền mà thôi, năng lượng kim lại tiêu hao hầu như không còn, cần phải một lần nữa ngưng tụ. Đây chẳng những cần thời gian 2 giây, niệm lực cũng sẽ hao tổn lớn. Ừ, vậy phải sử dụng tiết kiệm một chút, Lăng Hàn tổng cộng nhận được hai tờ linh đồ một cái khác có thể lấy ra năng lượng thạch hắn dùng tới phòng thủ hắn cụ thể hóa năng lượng này ở trên cánh tay giống như hóa thành một khối nham thạch màu xám lại khiến cho hoán tuyết lấy lợi kiếm công kích căn bản không có cách nào đâm vào chỉ có điều phòng ngự này tuy rằng cường đại nhưng đối với năng lượng màu xám cũng tiêu hao rất lớn duy trì không quá lâu thật ra đây là công bằng làm gì có lực lượng nào có thể vẫn tiêu hao mà không tận một công một thủ tạm thời đã đủ lang hàn thỏa mãn mỉm cười hiện tại điều hắn cần chính là nâng cao lực tinh thần điều này quyết định tốc độ và cường độ hắn lấy ra năng lượng đặc biệt còn có uy lực của phi kiếm chỉ có điều không cùng loại như bảo vật kỳ vân quả niệm lực nâng cao liền vô cùng thong thả chỉ có ở thời điểm cảnh giới nâng cao mức độ sinh mạng bay vọt mới có thể khiến cho lực tinh thần cũng theo đó nâng cao một mảng lớn lang hàn một lần nữa đặt tinh lực ở trên phương diện tu luyện mở ra trên phương diện mức độ cảnh giới hắn có thể nhanh chóng đẩy mạnh nâng cao thực lực thiếu ra thiếu ra, hoán tuyết chạy tới, có người đưa tới một lá thư, đọc, lang Hàn đang nghiên cứu vòng tròn, hắn muốn có thể chân chính phá giải trận pháp này, vậy hắn sẽ có thêm một con át chủ bài. Lăng Hàn thân khải hẹn người trước khi mặt trời lặn ngày mai gia nhập Hồng Gia Bang, cũng giao ra hồ lô. Hoán tuyết thì thầm, chương 3734, thủ hạ Hồng Thiên Bộ 1. Đầu của Lăng Hàn cũng không ngừng lên, nói, không đồng ý, không, hoán tuyết lại liếc mắt nhìn lá thư này, lắc đầu. Không cần để ý tới, Lăng Hàn nói, ngay cả tên họ cũng không có để lại, đã muốn hù dọa hắn. Dĩ nhiên, cho dù là lưu lại tên họ, Lăng Hàn cũng sẽ không để ở trong lòng. A, à, Hoán Tuyết gật đầu, quả nhiên vứt lá thư vào trong thùng rác. Ngày này trôi qua, Hoán Tuyết vẫn có chút lo lắng, nàng đếm thời gian, buổi sáng, buổi trưa, xế chiều, cuối cùng, mặt trời dần dần xuống núi, cuối cùng là hoàn toàn không thấy được. Vù, thật may, cái gì cũng không có phát sinh. Ai đang đùa dai vậy? Nàng đang muốn đóng cửa lại, đã thấy cuối ngã tư đường, một bóng người xuất hiện, đang chậm rãi đi về phía nơi đây. Tuy rằng hoàn toàn chưa có xác định, nhưng Hoán Tuyết lại có một loại cảm giác, người này là đến vì thiếu gia. Nàng nhất thời giống như gặp phải kẻ địch lớn, một tay vẫn ôm heo béo, tay kia lại cầm kiếm. Hiện tại nàng dù gì cũng là Hoán huyết cảnh, có thể vì thiếu gia phân giải một phần lo lắng. Đây là một người trẻ tuổi mặc y phục màu xanh nhìn qua hình dáng tối đa 25-26 tuổi, bên hông đeo bội kiếm. Trên đầu buộc tóc bằng ngọc, thu mái tóc thật dài của hắn. Dưới gió nhẹ thổi qua, vạt áo hắn cũng theo nhẹ nhàng phiêu đáng, có vẻ tiêu sái vô cùng. Gương mặt như quan ngọc, anh Tuấn vô cùng. Dọc đường đi không biết khiến cho bao nhiêu nữ nhân nhìn thấy, con mắt lộ ra vẻ say mê. Hoán tuyết lại giống như nhìn thấy kẻ thù, vô cùng khẩn trương. Là phòng tử bình sư huynh, hắn sớm rời khỏi học viện, thế nào ngày hôm nay đã trở về. Nghe nói, hắn vẫn theo người kia đi khắp nơi rèn luyện. Hiện tại đoán chừng phải có tu vi tam cốt, tam cốt, theo yêu nghiệt ép trời kia, làm sao lại chỉ có thể mới là tu vi tam cốt. Nhưng người kia cũng không phải chỉ là tam cốt sao, đó là chuyện mấy năm trước, ta chắc hẳn, yêu nghiệt kia nói không chừng đã nhảy vào minh văn cảnh. Mọi người đều đang nhỏ giọng nói, phong tử bình, người trang phục màu xanh này hiển nhiên rất nổi danh. Phong tử bình dừng ở trước mặt hoán tuyết, cười nhạt, nói. Lăng Hàn lại ở chỗ nào? Ngươi muốn làm gì? Tay hoán tuyết căng thẳng, siết chặt đến mức heo háo sắc nhất thời thè cả đầu lưỡi ra ngoài. Bảo Lăng Hàn đi ra. Giọng nói của phòng tử bình nâng cao lên một chút, qua cửa ải của ta trước đã. Hoán tuyết vừa nói, vừa giơ con heo háo sắc lên, làm lá chắn. Nàng đã nghe được thiếu gia nói, con heo này có khả năng chịu đựng vô cùng tốt. Cho nên mặc dù lấy nó ra làm tấm lá chắn, cũng không có chuyện gì ếch ếch con heo nhỏ háo sắc cuống cuồng đạp bốn cái chân nhỏ ngắn phiền muộn vô cùng lăng hàn lấy nó ra làm lá chắn cũng không tính nhưng vì sao ngay cả hoán tuyết cũng biến thành như vậy thật khốn kiếp phòng tử bình lại hoàn toàn không xem hoán tuyết hoặc là con heo háo sắc ra gì hắn lại là tồn tại cực cốt cảnh làm sao có thể lưu ý tới một hoán huyết cảnh hắn trực tiếp đánh ra một quyền ầm tường viện lập tức ầm ầm sụp đổ lớn mật hoán tuyết giận dữ trường kiếm giơ lên Phòng tử bình tùy ý đánh ra một quyền, nhất thời hoán tuyết liền bị hắn đánh bay ra ngoài, lao qua sân, va và chạm vào trên bức tường. Loảng xoảng bức tường trong bị phá vỡ, lộ ra một cái lỗ lớn. Trong nháy mắt sau đó, thân hình lăng hàn xuất hiện ở cửa lỗ thủng đối diện cùng phòng tử bình. Hắn vừa đang tập trung tinh thần nghiên cứu khối vòng tròn kia, không nghĩ tới tường lại bị người đột nhiên đánh thủng. Sau đó tiểu thị nữ gục ở trước mặt của hắn, lấy tính cách bao che khuyết điểm của lăng hàn, thoáng cái lại nổi giận. Phong tử bình không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn lại lăng hàn, thản nhiên nói. Lá gan của người rất lớn, lại dám không tuân theo mệnh lệnh của ta. Hiển nhiên, hắn chính là người viết tờ giấy. Lửa giận trong lòng lăng hàn giống như thiêu đốt rừng rực. Nhưng trên mặt hắn lại là hết sức bình tĩnh, nói. Lá gan của người cũng không nhỏ, lại dám tổn thương thị nữ của ta. Phong tử bình lỗ máng, sau đó cười to. Một lát sau, hắn mới thu hồi tiếng cười, nói. Ngươi được người ta gọi là Hồng Thiên Bộ thứ hai. Điều này làm cho những thuộc hạ như chúng ta rất khó chịu. Con chó con mèo gì đó, cho rằng đạt được một ít thành tích là có thể sánh vai cùng đại nhân sao. Chỉ có điều, đại nhân rộng lượng, liền bảo ta cho ngươi một sự lựa chọn, gia nhập Hồng Gia Bang. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Hồng Thiên Bộ thật đúng là tự phụ, căn bản khinh thường tự mình đến đối phó với Lăng Hàn, chỉ là phái ra một tên thủ hạ. Chỉ có điều, hắn quả thật có lý do tự phụ. Phong tử bình lại là tu vi cực cốt cảnh, muốn chân áp một hoán huyết cảnh còn không dễ dàng sao. Lăng Hàn cười nhạt, nói, người bây giờ quỳ xuống, nói xin lỗi với thị nữ của ta, ta có thể suy nghĩ, chỉ đánh gãy người một cánh tay. Ha ha, người quả nhiên rất điên cuồng. Phong tử bình lắc đầu, tiểu sư đệ, người quá trẻ tuổi, căn bản không biết đại nhân năm đó uy thế kinh người tới mức nào. Một mình đối địch cả thiên hạ, người căn bản thúc ngựa cũng không thể sánh bằng. Nếu người ngu xuẩn như vậy, vậy hãy để cho ta dùng nắm đấm tới giáo huấn ngươi một chút Phong tử bình vươn hai tay ra nắm lại ầm trên hai tay của hắn lập tức bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực a à, đây là có chuyện gì trời ạ à, trên tay làm sao có thể có hỏa diễm thiêu đốt ta cảm giác ngọn lửa này thật đáng sợ chỉ cần đụng với một chút toàn thân ta cũng sẽ bị thiêu đốt thành cho bụi học sinh đứng ngoài xem đều hoảng sợ đây chỉ là xem một chút đã có thể làm cho lòng người ớn lạnh uy lực của lửa này đến cùng đáng sợ tới mức nào? Lang Hàn lại kinh ngạc, phòng tử bình lại có thể lấy lực tinh thần dẫn động năng lượng cấp độ càng cao hơn. Hồng Thiên Bộ thực sự không đơn giản, dẫn động năng lượng cấp độ càng cao hơn cần phải có linh đồ. Linh đồ chắc hẳn là vật vô cùng trân quý, nhưng trước đó có Hồng Thiên Lượng lại có phòng tử bình, hai người đều có thể dẫn động năng lượng cấp độ cao hơn nữa còn không giống nhau. Nói cách khác, Hồng Thiên Bộ chỉ ít nắm giữ hai loại linh đồ vận khí này cũng thực sự đủ tốt. Lăng Hàn xì một tiếng, nói, cho rằng chỉ ngươi mới có thể làm được. Hai tay hắn rung lên, nhất thời có ánh sáng màu vàng chấp động. Sao, phòng tử bình không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, chương 3735, thủ hạ hồng thiên bộ 2. Chỉ là hoán huyết cảnh lại có thể nắm giữ năng lượng cấp độ cao. Đánh trả lại ngươi, Lăng Hàn ra quyền, ầm, một đạo kinh lực đánh ra, mang theo năng lượng màu vàng, tăng thêm thật nhiều uy lực cho một đòn này, phòng tử bình cũng một quyền đánh qua ầm um, hai lực lượng hai loại năng lượng phát sinh đối đầu kịch liệt không chỉ bắn ra sóng dao động mãnh liệt còn có ánh sáng màu vàng và tia lửa chấp loạn thật đúng là coi thường ngươi phòng tử bình lắc lắc tay có thoải mái lực lượng của ngươi lại có thể đứng ở bậc thang đầu tiên của cực cốt cảnh cái gì người xung quanh ai ai cũng chấn động kinh ngạc lang hàn cũng quá yêu nghiệt, từ tư liệu xem ra hắn vẫn chỉ là nhị biến thảo nào ra hỏa này có thể ở trong cuộc so tài săn bắn áp chế thiên tài các phương, thu được danh hiệu đứng đầu. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phòng tử bình, xin lỗi, dựa vào ngươi cũng xứng sao. Phòng tử bình cười diễu cợt, Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, thực lực của đối phương quả thực rất mạnh, rất có khả năng là tồn tại tứ cốt thậm chí ngũ cốt. Nhưng hắn làm sao có thể nén giận, người một nhà bị đánh, nếu như hắn không đứng ra, vậy sau này lưng còn có thể thẳng được sao. Duy nhất chỉ có chiến mà thôi. Hồng Thiên Bộ à Hồng Thiên Bộ, hắn cuối cùng ra tay với mình. Tuy rằng người này không tự mình hiện thân, chỉ là phái ra một tên thủ hạ, nhưng cực cốt đánh hoán huyết, điều này vẫn là nghiền ép. Hừ, cái gì mà yêu nghiệt ép trời, lại chỉ có chút độ lượng như vậy sao? Vèo, lang Hàn liền xông ra ngoài, đoạn kiếm gãy đã lấy ra, soạt, trong một kiếm chém ra, kiếm khí ngang dọc, lợi ích của pháp khí lại ở chỗ không cần tiêu hao niệm lực của bản thân, liền có thể dẫn động năng lượng cấp độ cao, hóa thành công kích. Đồng thời, tay trái lang hàn nắm lại thành quyền. Hiện tại hắn tức giận bừng bừng, ảnh hưởng tới tâm tình, không nhịn được liền đánh ra nộ quyền. Một quyền tức giận đạm ra, năng lượng cấp độ cao màu vàng bám lên, có thể nói là sức mạnh vô địch. Cho dù ngươi lại yêu nghiệt, cũng chỉ là hoán huyết cảnh mà thôi. Phòng tử bình cười lạnh nói, vung hai tay đón nhận. ầm ầm ầm, thân hình của hai người đều di chuyển rất nhanh, kinh lực lại không ngừng đánh nổ. Phòng tử bình không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì lực quyền của Lăng Hàn tự nhiên lại đạt tới nhất cốt, nhưng so với hắn lại kém hơn đến quá nhiều, chỉ có điều, Lăng Hàn ở trên khả năng nắm giữ năng lượng cấp độ cao lại còn mạnh hơn hắn một mảng lớn. Sao có thể như vậy được, hắn lại là cực cốt cảnh, mức độ sinh mạng vượt xa Lăng Hàn. Theo lý mà nói, cường độ niệm lực của hắn cũng có thể nghiền ép đối phương, nhưng hắn dẫn động năng lượng cấp độ cao lại kém hơn so với Lăng Hàn. Điều này có ý nghĩa như thế nào? đối phương nắm giữ linh đồ nhất định còn cao dai hơn hắn. Hắn nhất thời động mơ ước, tuy rằng tuyệt đối phần lớn võ giả còn không biết sự kỳ diệu của niệm lực, điều này có thể khai thông năng lượng cấp độ cao. Nhưng hắn theo hồng thiên bộ trở thành thủ hạ, được truyền thuật này, tất nhiên biết rất rõ, sau khi nắm giữ năng lượng cấp độ cao, chiến lực sẽ nâng cao lớn tới mức nào. Cho nên, phát hiện lăng hàn nắm giữ linh đồ càng cao cấp hơn, trong lòng hắn tất nhiên dâng lên khao khát mãnh liệt, nhất định phải thu vào tay. Tiểu tử, để ngươi biết một chút về thực lực chân chính của ta." Hắn cười ha ha, triển khai tốc độ gấp đôi vận tốc âm thanh, hắn đánh về phía Lăng Hàn. Hắn vung tay trái lên thật cao, đập mạnh ra, chuyện quỷ dị xuất hiện, trên nắm đấm của hắn lại lộ ra một cây trường mâu. Ai có thể nghĩ tới, sau một quyền đánh ra, trên nắm tay còn có thể xuất hiện thêm một cây trường mâu. Đây cũng không phải là năng lượng cấp độ cao, Lăng Hàn thấy rõ, cây trường mâu này của đối phương không có khả năng từ trong không trung biến ra mà là từ trên nắm đấm của hắn giải ra. Ngươi là quái vật à?" Lăng Hàn triển khai phi toa bộ, thân hình giống như điện giật, nguy hiểm tránh được một đòn này. Ầm, ừ, trường mâu đánh hụt, lại dễ dàng xuyên thủng một bức tường phía sau Lăng Hàn. "Kỳ quái sao?" Phòng Tử Bình mỉm cười, giơ tay trái lên, cây trường mâu này chậm rãi thu vào trong tay hắn. Người đời chỉ biết là, cực cốt cảnh chính là rèn luyện thần cốt, nhưng không biết lột xác tới vụn xương còn có thể phát huy ra tác dụng nào khác. Lăng Hàn không khỏi buồn nôn, nói: "Đây là vụn xương ngưng tụ ra, không sai, bởi vì là từ trên người tự mình lột xác xuống, tất nhiên cũng có thể dung hợp hoàn mỹ với thân mình." Phong Tử Bình ngạo nghễ nói: "Thân mình mới là vũ khí cường đại nhất, Lăng Hàn cũng tin tưởng bản thân cường đại, ngoại lực chỉ có thể mượn hoặc là trợ giúp." Nhưng thứ từ trên người bỏ xuống, còn cầm làm vũ khí, thậm chí còn muốn một lần nữa thu vào trong cơ thể. Cái này khiến cho hắn không tiếp thu được, may là Cực cốt cảnh lột xác xuống chính là vụn xương mà không phải là phân. Nếu không, Lăng Hàn không có nói tiếp nữa, không khỏi dùng mình. Tuy rằng hắn còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người không kìm chế được triển khai liên tưởng, nghĩ đến loại hình ảnh không thể miêu tả được này. Mỗi một người cũng theo đó dùng mình, phòng Tử Bình giận dữ, tiểu tử này lại dám bôi đen mình, Vô Chi, thân hình hắn vọt ra, thử hỏi ở Huyền Bắc quốc, lại có mấy người có thể vận dụng vụn xương. Đây cũng là sau khi Hồng Thiên Bộ tiến vào một tòa di tích cổ, từ trên một quyển điển tích thượng cổ phát hiện ra. Thực sự là con heo ngu xuẩn nông cạn lại vô tri Cho ngươi nếm thử lợi hại, phòng tử bình truy kích về phía lăng hàn, gai xương lại ra, giống như một thanh chiến mâu. Vèo vèo vèo, mâu nhọn chấp động ánh sáng lửa màu đỏ, còn quấn vòng quanh năng lượng cấp độ cao. Lăng hàn liên tục né tránh, hắn còn không biết uy lực của mâu xương, không dám tùy tiện cứng rắn đỡ. Tốc độ của hai người đều nhanh chóng, đều là gấp hai lần vận tốc âm thanh ai cũng rất khó đi cứng rắn ngăn chặn được ai triển khai chính diện chém giết từ mặt ngoài nhìn vào tất nhiên là phòng tử bình chiếm hết thượng phong không có cách nào tu vi ngoài tam cốt còn không thể nghiền ép được hoán huyết cảnh sao ngược lại lăng hàn có thể chống đỡ được nhiều chiêu như vậy mới là chuyện không thể nào tưởng tượng được chỉ có điều lăng hàn đang phản kích nhiệm lực của hắn ngoại trừ dẫn động năng lượng cấp độ cao ra còn có thể huy động phi kiếm đánh ra công kích đáng sợ chương 3736, trợ quyền, gia hỏa lăng hàn này thực sự kinh người. Thảo nào có thể nhận được danh hiệu đứng đầu trong cuộc so tài săn bắn lần này, lại có thể cùng cực cốt cảnh đánh lâu như vậy. Phòng tử bình rốt cuộc là cực cốt cảnh cấp bậc thứ mấy. Một khí thế tốt như vậy là có thể ép ngã ta. Đều nói, hắn tuyệt đối không chỉ là tam cốt, đáng giận, đều đã tốt nghiệp, hơn nữa còn là cực cốt cảnh, vì sao còn có thể diễu võ dương oai trong học viện. Sẽ không có người quản sao mọi người vừa chấn động kinh ngạc trước thực lực của lăng hàn lại vừa dâng lên tâm tư cùng chung mối thù nếu như ai cũng có thể vọt vào học viện muốn đánh ai thì đánh người nào còn có thể có cảm giác an toàn bởi vì hắn là thủ hạ của người kia sao có người cay đắng nói dĩ nhiên không phải mỗi người đều có thể làm loạn như vậy nhưng phòng tử bình lại là thủ hạ của hồng thiên bộ hiện tại nghiễm nhiên là đang đại biểu cho hồng thiên bộ làm việc như vậy nếu ai dám ngăn cản hắn coi như là đối địch cùng hồng thiên bộ Hồng Thiên Bộ, yêu nghiệt ép trời kia, nghĩ đến Hồng Thiên Bộ, mỗi người đều trầm mặt xuống. Nhắc tới trên đời ai có thể nắm giữ đặc quyền, Hồng Thiên Bộ này tuyệt đối là một trong số đó. Dừng tay, một tiếng nói lạnh lùng truyền đến, đây là giọng điệu của một nữ tử, nhưng có vẻ đặc biệt non nớt. Phong tử bình làm sao có thể để ý tới, hắn đã là tu vi ngũ cốt, người có thể trấn áp hắn cũng chỉ là lác đác mấy nhân vật lớn bốn đại soái, Hồng Thái Sư toàn bộ học viện lại có ai khiến cho hắn phải để vào mắt. Cho dù chuyện này bị chọc ra ngoài, Hồng Thiên Bộ cũng có thể dễ dàng giải quyết. Hơn nữa, Hồng Gia còn có một vị Thái Sư Đương Triều. Hắn tiếp tục xuất kích, một là muốn đánh tới khi Lăng Hàn phục, hai là còn muốn cướp đoạt linh đồ Lăng Hàn nắm giữ. Nhưng hắn không biết, Lăng Hàn ở trên phương diện nắm giữ năng lượng cấp độ cao mạnh hơn hắn. Quả thật có một phần nguyên nhân từ linh đồ, nhưng thực sự cũng bởi vì niệm lực của Lăng Hàn cao hơn hắn. Cho nên cho dù hắn nhận được linh đồ do Lăng Hàn nắm giữ, nâng cao cũng có hạn. Vút, một cây roi quất qua, vút một cái, quấn ở trên mâu xương. Phòng tử bình dùng sức kéo ra, lại phát hiện cuối cùng không có thể nhúc nhích được. Hắn lúc này mới lộ ra một tia nghiêm nghị, quay đầu theo roi nhìn lại. Ở cách hắn một trượng, một thiếu nữ chỉ khoảng 14, 15 tuổi đang đứng, trên mặt đầy vẻ giận dữ. Cát Thu Nguyệt, đồng tử của phòng tử bình không khỏi căng thẳng. Cút đi, Cát Thu Nguyệt rung roi lên, roi nhất thời giống như con rắn thu trở lại. Phong tử bình chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, nói. Thời đại rực rỡ thuộc về nàng đã sớm kết thúc, nếu như lại dám cùng đại nhân đối địch, nàng chỉ có kết quả bị nghiền thành đống cặn bã. Người lăn hay không lăn, cát thu nguyệt uy nghiêm đáng sợ nói. Phong tử bình không dám khinh thường, đừng thấy nữ nhân trước mặt này bộ dạng thiếu nữ, nhưng số tuổi thật sự đã gần 40. Từ lúc hai mươi mấy tuổi, nàng cũng từng là một truyền kỳ của học viện đế đô, lưu lại lời đồn đại vô địch chỉ có điều sau khi nàng tốt nghiệp lời đồn đại đương nhiên chậm rãi tiêu tan hơn nữa hồng thiên bộ ngang trời xuất hiện nàng cũng bị phần lớn mọi người lãng quên nhưng cái này cũng không thể che giấu được sự cường đại của nàng đã nhiều năm như vậy nữ nhân này chắc hẳn cũng có thể đạt được ngũ cốt không sợ phong tử bình lộ ra vẻ ngạo nghễ bởi vì hắn cũng là ngũ cốt hơn nữa còn theo hồng thiên bộ học rất nhiều bí thuật cát thu nguyệt bó chân ở học viện tuyệt đối không thể nào so sánh được. cát thu nguyệt không nên xen vào việc của người khác. bằng không không cần đại nhân ra tay, ta sẽ khiến cho nàng đẹp mặt. hắn nói đẹp mặt, cát thu nguyệt sờ mặt, lão nương quả thực đẹp, còn cần ngươi cho sao? cái này bệnh chính trực lại phạm vào, cút ngay. phong tử bình vào tới, trong một quyền đánh ra, mâu xương giống như hóa thành một tia chớp màu trắng, đâm về phía cát thu nguyệt. Vút, cát thu nguyệt ra tay, bóng roi nặng nề. hai người ra tay độc ác chiến đấu kịch liệt vô cùng, nhất thời xem ra là khó phân thắng bại. Lăng Hàn đưa mắt đảo qua, thấy được các thu lĩnh ở trong đám người. Hắn không khỏi nhìn về phía đối phương mỉm cười. Các thu nguyệt có thể chạy tới như thế, nhất định là được các thu lĩnh thông báo. Các thu lĩnh lại lộ ra dáng vẻ tươi cười chân chất. Vẻ mặt này và các thu nguyệt tuyệt đối là một khuôn mẫu khác ra. Tính tình của các thu nguyệt tuyệt đối là nóng này. Sau khi sông lên, trực tiếp sôi trào huyết khí, kích phát chiến lược đến cực hạn phòng tử bình bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể sôi trào huyết khí. Bằng không lực lượng kém gấp 2-3 lần, hắn rất khó qua được 10 phút. Lăng Hàn thấy rõ, Cát thu nguyệt cũng không nắm giữ năng lượng cấp độ cao, cho nên nàng thua thiệt ở điểm này. Nhưng ở trên phương diện lực lượng, a Di có dáng vẻ thiếu nữ này lại có ưu thế tuyệt đối. Hưu chết về tay ai, còn chưa biết được. Cát thu nguyệt và phòng tử bình đều là cực cốt cảnh, đạt tới tốc độ gấp hai lần vận tốc âm thanh. Thông mạch cảnh căn bản không rõ thân hình của hai người cho dù là hoán huyết cảnh cũng có chút miễn cưỡng, chỉ thấy bóng roi màu vàng và mâu xương màu trắng đang không ngừng va chạm. Chỉ có điều sau 7 phút, cuộc chiến đấu phân ra được thắng bại. Lan, chỉ nghe các thu nguyệt khẽ kêu lên một tiếng, phòng tử bình liền bay ngang ra ngoài. ầm, um, phòng tử bình nặng nề ngã xuống đất, hắn rất nhanh lại bò dậy, chỉ thấy cây mâu xương màu trắng đã bị gãy. Phần đầu nhọn không biết bị đánh bay đi nơi nào, hắn hung tợn nhìn các thu nguyệt, nhưng cũng không tính xuất thủ vừa rồi hai người gần như vận dụng tất cả thủ đoạn. Hắn quả thực rơi vào hạ phong, nàng dám ngăn cản chuyện của đại nhân, chuyện này tuyệt đối không thể nào dừng lại tại đây. Phong tử bình lộ vẻ đáng sợ nói, nàng nhớ kỹ, đối kháng cùng đại nhân đều không có kết cục tốt. Kết quả duy nhất chính là bị nghiền nát, lan, đáp lại hắn lại là roi của các thu nguyệt, thân hình phong tử bình nhảy lên, nhanh chóng lui trở ra. Đánh không lại hắn còn không trốn thoát sao, khoan đã, lang hàn mở miệng, Phòng tử bình rõ ràng muốn chạy, thân hình phòng tử bình dừng lại, quay người nhìn lăng hàn. Lẽ nào tiểu tử này thay đổi chủ ý? chương 3737, lời khuyên, lăng hàn chỉ vào trong phòng, nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, lập tức nói lời xin lỗi cũng bồi thường tổn thất cho thị nữ của ta. Bằng không, ngày khác gặp lại, ta sẽ lấy tính mạng của ngươi. Ha ha, ha 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 ha, phòng tử bình cất tiếng cười to, còn có chuyện gì buồn cười hơn chuyện này? một hoán huyết cảnh lại dám uy hiếp cực cốt cảnh, nhưng biểu tình lăng hàn lại không chút biến hóa, lại lạnh lùng nhìn hắn. Phong tử bình cười không nổi nữa, hắn hình như có thể nhìn thấy được sự quyết tâm từ trong biểu tình nghiêm nghị này của lăng hàn. Hắn nói được tất nhiên sẽ làm được, người khác cho dù có quyết tâm như vậy hắn cũng không để ý. Nhưng lăng hàn lại khác, đây là một thiên tài ở hoán huyết cảnh lại có thể chiến đấu với cực cốt cảnh. Tuy rằng còn xa mới có thể so sánh cùng hồng thiên bộ, nhưng vẫn có thể xưng lại yêu nghiệt hắn thu hồi dáng vẻ tươi cười thoáng lộ ra một tia sát ý đã như vậy hắn giết chết lăng hàn trước ta nhớ kỹ ngươi hắn nói sau đó xoay người rời đi tốc độ gấp hai lần vận tốc âm thanh bạo phát ra tất nhiên nhanh đến kinh người rất nhanh lại biến mất không thấy lăng hàn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của phòng tử bình mãi đến khi đối phương biến mất mới thôi hắn dần dần thu hồi sát cơ trong lòng vừa rồi hắn tuyệt đối không phải là đang đe dọa phòng tử bình mà là lời trong lòng nếu ngươi không quý trọng cơ hội này, vậy sau này bị hắn giết chết cũng không nên hối hận." Hắn nhìn về phía Cát Thu Nguyệt chắp tay, nói: "Cảm ơn, không cần." Cát Thu Nguyệt lắc đầu, "Thân ta là lão sư của học viện, bảo vệ học sinh vốn chính là trách nhiệm của ta." "Được, đổi cho ngươi một nơi ở mới." Nàng khoát tay áo, phóng người nhảy dựng lên, rất nhanh lại biến mất. Lăng Hàn trở lại trong gian phòng phá hủy, bế Hoán Tuyết đi ra, đi tới gian phòng của Hoán Tuyết, thu xếp cho nàng. "Thật may tiểu thị nữ chỉ là bị chấn động hôn mê bất tỉnh bị thương cũng không nặng hắn ngồi xuống ở một bên trong lòng dâng lên cảm giác cấp bách mãnh liệt từ khi bắt đầu dính tới hồng thiên lược hắn đã biết cuối cùng sẽ có một ngày hắn cùng hồng thiên bộ phát sinh xung đột trực tiếp nhưng thật không ngờ nhanh như vậy lại cùng hồng thiên bộ đứng ở mặt đối lập lang hàn không sợ nhưng yêu nhiệt ép trời này hiện tại chỉ ít đã là tu vi ngũ cốt nếu thật muốn động thủ hắn tuyệt đối không thể là đối thủ bởi vì Hồng Thiên Bộ cũng là thiên tài có thể khiêu chiến vượt cấp, chiến lực có thể so sánh với Minh Văn Cảnh. Lăng Hàn cũng không cho rằng mình có thể địch nổi Minh Văn Cảnh, chỉ ít ở trong hoán huyết cảnh hắn làm không được. Hắn nhất định phải mau chóng nâng cao tu vi, không nói đánh cho Hồng Thiên Bộ chờ mình, ít nhất phải giải quyết được phòng tử bình trước. Chỉ có điều, tu luyện phải bước từng bước một, không có cơ duyên đặc biệt làm sao có thể đột nhiên tăng mạnh. Nếu có di tích cổ nào mở ra, lấy được chút bảo vật, vậy là có thể giải quyết vấn đề. Hắn ngóng nhìn, hy vọng huyên viên Định Quốc sẽ tới, lại có cơ hội đi tới di tích cổ nào đó. Chỉ có điều, hắn thất vọng, Hiên viên Định Quốc hình như mất tích. Qua vài ngày Lăng Hàn mới biết được, hóa ra mấy người Hiên viên Định Quốc cũng bắt đầu trùng kích cực cốt cảnh. Trước đó, Lăng Hàn và Hồng Thiên Lượng ở trên đại hội săn bắn biểu hiện quá mức kinh người, kích thích nghiêm trọng mấy người này. Cho nên, bọn họ cũng không kìm chế được, bắt đầu đột phá. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nếu di tích cổ đi không được, vậy đổi một phương hướng khác cách điều chế giải độc ly hồn đan hắn vẫn chỉ thu được hai loại nguyên liệu còn lại sáu loại hiện tại hắn hoàn toàn không có thiếu tiền một chút nào chuyện có thể dùng tiền giải quyết cũng không gọi là chuyện ở trên bình đài đăng tin dễ dàng lăng hàn rất nhanh thu đến tin tức có người trong tay có thiên trương diệp muốn cùng hắn giao dịch chỉ có điều đối phương nói ra giá gấp đôi lăng hàn nhiều tiền là thật nhưng cũng không phải coi tiền như rác Hắn cùng với đối phương cò kè mặc cả, cuối cùng lấy giá 500 vạn đạt được giao dịch. Lần này, Lăng Hàn cũng không gặp phải lừa đảo, thuận lợi hoàn thành giao dịch. Lại qua vài ngày, hắn nhận được manh mối của loại nguyên liệu thứ tư. Đối phương ra giá 700 vạn, trả giá rất lâu, đối phương lại cắn răng không mở miệng, Lăng Hàn cũng không có ý định lãng phí thời gian, liền ăn xuống. Giải quyết một nửa, thuộc tính may mắn của Lăng Hàn hình như phát huy tác dụng. Rất nhanh, hắn lại được manh mối của loại nguyên liệu thứ năm hắn cũng hoàn thành một đột phá đó chính là cuối cùng hắn đã phá giải được bí mật của vòng tròn đích 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 quang não lên truyền đến tin tức lăng hàn lại không để ý tới hắn đi tới trong rừng cây nhỏ ném vòng tròn xuống đất sau đó lấy niệm lực dẫn động rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng lăng hàn lại nhìn được rõ ràng trận pháp đã hoàn thành hắn bắt một con lợn rừng ném vào trong khu vực trận pháp bao phủ con lợn rừng hoàn toàn không có cảm giác thoát được sự áp chế lập tức đã muốn chạy trốn nó đã bị thực lực của Lăng Hàn hoàn toàn hù ngã. Nhưng chân mới thoáng động, veo, một băng tiến tập kích đến. Chí ít đạt tới tốc độ gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Như vậy con lợn rừng làm sao có thể trốn tránh được. Một mũi tên bắn chúng, nó lập tức hóa thành một khối băng. Như vậy điều động năng lượng cấp độ cao, ít nhất là gấp mười mấy lần so với ta. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, hắn đã có thể dùng niệm lực khai thông với năng lượng cấp độ cao, bởi vậy tự nhiên cũng có thể đoán được độ suất trận pháp hắn không khỏi lại cảm thấy may mắn lúc đó những tên lưu manh kia không có cách nào phát huy được toàn bộ uy lực của trận pháp bằng không lúc đó hắn sẽ rất bị động đây vốn có uy lực của minh văn cảnh chỉ có điều ta có chiếc vòng màu tím có thể hóa giải một phần uy lực của trận pháp còn có dưỡng nguyên hồ lô nhiều lắm cũng chính là trật vật một ít lăng hàn đóng trận pháp lại nắm vòng tròn trong tay nếu trận pháp cũng có thể đưa đến hiệu quả khai thông năng lượng cấp độ cao bản thân điều này có phải chính là một loại linh đồ hay không Lăng Hàn nghiên cứu trận văn, muốn biến nó thành của mình. Nhưng nửa ngày trôi qua, hắn không thể không lắc đầu. Con người và trận pháp là không giống nhau, hoàn toàn không có khả năng tham khảo. Hắn trở lại trong một gian mới đã sớm được đổi, sau đó mở ra quang não nhìn. Trước hình như có người gửi tin tức cho hắn, chương 3738, dùng trí, vừa nhìn, Lăng Hàn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Lại có người liên hệ hắn, hỏi có hắn cần loại nguyên liệu thứ năm bạch trước thạch, hắn đang muốn gửi tin tức cho đối phương lại bất chợt cảm ứng được một sự khó chịu hắn lập tức quay đầu lại một bóng người từ trong cửa sổ trượt vào lúc nhìn thấy được lăng hàn quay đầu lại người kia không khỏi kinh ngạc nói tiểu tử phản ứng của ngươi càng lúc càng bén nhạy trình lão đầu lão nhân đã hạ độc lăng hàn mà hai lần trước lão nhân này cho lăng hàn một loại áp lực cường đại không thể chiến thắng nhưng thời gian lần thứ ba gặp lại lăng hàn cuối cùng phát hiện Lão nhân này cũng có thể so sánh với phòng tử binh. Chính diện đối kháng, Lăng Hàn khẳng định không phải là đối thủ. Cho dù dùng tới phi kiếm, Lăng Hàn cũng cảm thấy phần thắng cực nhỏ. Nhưng trình lão đầu lại muốn chọn tới đây, vào lúc này, đó là chính hắn muốn chết. Không vì gì khác, Lăng Hàn nắm giữ bí mật của vòng tròn, có thể vận chuyển ra trận pháp minh văn cảnh, cực cốt cảnh cũng không chịu được. Dĩ nhiên, điều kiện trước tiên phải là trình lão đầu sẽ dẫm vào cạm bẫy. Lăng Hàn cười ha ha Hắn biết phía sau lưng Trình Lão Đầu tất nhiên có một thế lực cực lớn, có thể dễ dàng phát động thú triều hủy diệt một thành thị. Nhưng hiện tại hắn lại có Thượng Phương Bảo Kiếm của Trần Phong Viêm, mạnh mẽ giống như yêu chuột cũng không phải là kẻ địch. Thế lực này lại tính là cái gì? Hơn nữa thế lực này tạo ra sát nhiệt như vậy, sau khi Trần Phong Viêm biết được nhất định sẽ phát động giận dữ lôi đình. Quá khen, Lang Hàn Thản nhiên nói, tiểu tử đến lúc ngươi lập công rồi. Trình Lão Đầu cười nói. Chủ thượng rất có hứng thú đối với năng lực đan đạo của ngươi, cho nên sai lão nhân dẫn ngươi trở lại. Sau này, ngươi lại luyện đan cho chủ thượng, sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi." Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói, "Ta muốn giải dược ly hồn đan." Ka, ka, "Ka chỉ cần ngươi tận tâm tận lực làm việc cho chủ thượng, tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược." Trình lão đầu nói, Lăng Hàn lắc đầu, "Ta muốn bây giờ." Trình lão đầu không khỏi nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, thoáng lộ ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ, nói, "Tiểu tử Người cho rằng ở trên cuộc so tài săn bắn thu được danh hiệu đứng đầu, liền có tư cách ở trước mặt lão phu tự cao tự đại sao? Tất cả đám người các ngươi mất trí, vì thu được huyết thần tinh, không tiếc lấy người nuôi nấng yêu thú. Ta chỉ giết chết một con súc sinh, các ngươi lại nhìn chằm chằm vào ta, còn ép ta ăn độc dược." Lăng Hàn thản nhiên nói, nhưng giọng nói lại cực kỳ nghiêm túc. "Hiện tại, còn muốn bảo ta bán mạng cho các ngươi?" Trình lão đầu đầu tiên là giật mình, sau đó nhếch miệng cười kỳ quái, nói: Tiểu tử, xương ngươi quả nhiên thật sự cứng, thảo nào ngay cả Hồng Thiên Bộ cũng đắc tội, chỉ có điều, ngày hôm nay lại không phải do ngươi làm chủ. Nếu như chủ thượng đã lên tiếng, dù thế nào lão nhân cũng phải đưa ngươi về. Hắn hung hãn ra tay, lấy tu vi ngu cốt, hắn tin tưởng Lăng Hàn ngay cả một chiêu cũng không nhận được, căn bản sẽ không kinh động tới người nào. Thân hình Lăng Hàn lùi về phía sau, ầm, um, hắn đã phá cửa sổ lao ra, phi toa bộ triển khai hắn cũng nắm giữ tốc độ gấp hai lần vận tốc âm thanh. Sao, trình lão đầu sừng sốt, hắn không nghĩ tới một hoán huyết cảnh lại có thể phát huy ra tốc độ cao như vậy. Nhưng hắn không chậm trễ chút nào, lập tức đuổi theo về phía Lăng Hàn. Hắn rất chắc chắn, bởi vì Lăng Hàn cũng không về phía dấu hiệu chạy về phía học viện, mà là sông về phía bên ngoài học viện. Mà đi ra ngoài, chính là một mảnh rừng rậm, còn có núi rừng minh mông. Ở nơi đó phát sinh chiến đấu, Động tính có lớn hơn nữa cũng rất khó khiến cho người khác chú ý. Huống gì chỉ cần để cho hắn có cơ hội xuất thủ, hắn bảo đảm một chiêu là có thể bắt được Lăng Hàn. Vèo, tốc độ của hắn nhanh chóng, hai người một trước một sau, rất nhanh liền tiến vào trong rừng rậm. Tiểu tử, ngươi không trốn thoát được đâu, vẫn ngoan ngoãn đi theo lão phu đi." Trình lão đầu vừa đuổi vừa nói, "Chủ nhân sau này lại là người sẽ khai sáng sự nghiệp lớn. Ngươi theo chủ nhân cũng sẽ không ủy khuất, khai sáng sự nghiệp em gái ngươi." người mất trí cũng xứng nói tới giành thiên hạ sao lăng hàn lãnh đạm thản nhiên nói trình lão đầu cảm thấy kỳ quái lăng hàn có chỗ dựa nào vậy hắn rõ ràng vẫn trúng ly hồn đan độc thế nào lại dám phản kháng không có giải dược tiểu tử này cũng chỉ có thể sống tạm hơn nửa năm thế nào lại đột nhiên bạo phát nhưng ý niệm này chỉ thoáng hiện qua ở trong đầu của hắn liền biến mất nếu như chủ thượng nói phải đưa lăng hàn về vậy hắn không cần quan tâm tới những chuyện khác cứ đưa lăng hàn là được tiểu tử người trốn không thoát đâu. Lão đầu lãnh đạm thản nhiên nói, hắn có chút tức giận, lâu như vậy cũng không có thể bắt một hoán huyết cảnh nho nhỏ, trên mặt không có ánh sáng. Lão vương bát, lang hàn vung tay lên, vèo, phi kiếm bắn ra, chút tài mọn, trình lão đầu tiện tay vỗ một cái, phi kiếm nhất thời bị đánh bay. Lang hàn lại ném ra một kiếm, lần này, hắn dùng tới niệm lực, điên cuồng phát động. Phi kiếm thoáng cái lao tới với tốc độ gấp hơn 4 lần vận tốc âm thanh, giống như một đạo lưu quang, bắn về phía trình lão đầu. Trình lão đầu thấy Lăng Hàn lấy ra thanh tiểu kiếm thứ hai, tất nhiên tràn ngập xem thường. Người lần đầu tiên đều thất bại, lần thứ hai dĩ nhiên càng không có khả năng thành công. Chính là bởi vì thấy được Lăng Hàn không sử dụng ra chiêu gì, hắn tự nhiên tồn tại sự khinh thường. Nhưng sau khi một kiếm này của Lăng Hàn bay ra, hắn mới biết được mình sai vô cùng. Mấu chốt là, hắn cũng đang lấy tốc độ gấp hai lần vận tốc âm thanh nhanh chóng đuổi theo về phía Lăng Hàn. Đây là khái niệm gì? Tương đương với hắn ở dưới trạng thái bất động, phi kiếm lấy tốc độ gấp hơn 6 lần vận tốc âm thanh lao tới. Hắn giật mình kinh ngạc, vội vàng đưa hai tay lên mặt bảo vệ, sau đó đầu nghiêng qua một bên, cố gắng hết sức né tránh. Phụt, phi kiếm thâm nhập qua trong khe hở của hắn, đâm vào trên mặt hắn. Nhất thời máu tươi chảy dài, Trình lão đầu vừa giận vừa sợ, tuy rằng hắn đã che được chỗ yếu hại, nhưng một kiếm này lại đâm vào trên gò má của hắn, giống như một cọng cỏ xuyên qua hàm cá. Một hoán huyết cảnh lại có thể có thể kích phát thanh phi kiếm đến tốc độ như vậy. Trong lòng hắn chấn động kinh ngạc, lần đầu tiên hắn xuất hiện sự kiêng kỵ đối với một hoán huyết cảnh. Nhưng phần nhiều lại là phẫn nộ, đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Chương 3739, giải quyết từng bước một một. Nhưng mà, sau đó một khắc thời gian, sắc mặt của hắn biến hóa kịch liệt. Một hàn ý đáng sợ kéo tới, chỉ thấy một băng tiến từ bên sườn bắn qua, tốc độ nhanh không có cách nào hình dung nổi quả thực chính là công kích minh văn cảnh đánh ra. Nhưng, đây không phải là minh văn cảnh, hắn muốn tránh, nhưng ở dưới trạng thái như vậy, hắn trốn thế nào chống đỡ thế nào. Hắn miễn cưỡng chém ra một quyền, đánh vào trên băng tiễn. Bốp, băng tiễn nát bấy, điều này cũng đó có thể thấy được thực lực mạnh mẽ của hắn. Nếu không hắn căn bản không có cách nào đánh chúng, nhưng uy năng của băng tiễn vốn cũng không phải là lực lượng, mà là băng hàn thấu xương này. Mắt thường có thể thấy được cái bàn tay kia của trình lão đầu lập tức băng kết, hơn nữa còn đang lan tràn về phía cánh tay. Điều này còn không phải là chí mạng nhất, bởi vì có băng tiến thứ hai, băng tiến thứ ba. Càng nhiều băng tiến hơn đang vọt về phía lão đầu, trình lão đầu hoàn toàn không có cách nào tránh né. Ở dưới tình huống tay phải bị băng kết, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ máu của hắn lưu chuyển, khiến cho hắn căn bản không phát ra được được bất kỳ lực lượng nào tới. Đây chính công kích là cấp bậc minh văn cảnh, phụt phụt phụt. Hắn không ngừng trúng tên, trên người hiện ra một vết băng đông lạnh. Lăng hàn thở phào nhẹ nhóm, thoáng lộ ra một vẻ hài lòng. Hắn bắn ra thanh phi kiếm đầu tiên, đương nhiên là cố ý lừa gạt. Thanh phi kiếm thứ hai lại đồng dạng là che giấu tai mắt người. Sát chiêu thật sự là ở thời điểm trình lão đầu lấy hai cánh tay bảo vệ ở trước mặt, lăng hàn nhân cơ hội ném ra vòng tròn, khiến cho trình lão đầu căn bản không có phát hiện ra. Vì vậy, sau khi trình lão đầu hóa giải một kích của thanh phi kiếm, tự nhiên lại bước vào trong trận pháp. Tính toán hoàn mỹ, Lăng Hàn mở miệng, nói, nói ra chủ tử của ngươi là ai? Trình lão đầu lộ ra vẻ sâu thảm, hắn không nghĩ tới hắn là một cao thủ cực cốt cảnh lại bị Lăng Hàn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nằm mơ, lão phu tuyệt đối là không có khả năng phản bội chủ thượng. Hắn nói, hơn nữa, ngươi cũng sẽ không sống được quá lâu, chủ thượng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, hà, Lăng Hàn cười, đột nhiên nói, ngươi nói, nếu như ta đột nhiên đổi chủ ý nguyện ý đầu nhập vào chủ tử của ngươi như vậy chủ tử nhà ngươi sẽ vì báo thù cho ngươi mà giết chết ta sao trình lão đầu không khỏi cứng người lại hắn lại làm sao có thể không biết tính cách chủ tử nhà hắn chính là tuyệt đại kiêu hùng tính mạng của thủ hạ tính cái gì vì đại nghiệp tất cả đều có thể hy sinh cho nên hắn thật sự có khả năng chết một cách vô ích ngươi đừng hòng mơ tưởng giao động ý chí của ta lão đầu nói nhưng âm thanh cũng đang run rẩy ngược lại không phải là hắn sợ mà là hàn ý xâm nhập vào thân thể khiến cho hắn không nhịn được dùng mình. Vậy ngươi lại ra đi. Lang Hàn thản nhiên nói: Ngươi yên tâm, không bao lâu nữa ta sẽ đưa chủ tử ngươi cùng vào địa ngục cho các ngươi đoàn tụ. Thế lực mất trí này phát động thú triều tàn sát hàng loạt dân trong thành. Lang Hàn không ngại bắt lấy hung thủ phía sau màn đưa ra công lý. Ha 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 ha, ngươi căn bản không biết chủ thượng cường đại thế nào, chỉ là đang tự chịu diệt vong. Trình Lão đầu nói chỉ có điều hàn ý đã xâm nhập tim phổi và đầu của hắn. Những lời này lại nhỏ đến cực hạn, hơn nữa mơ hồ không rõ. Người đi đi, Lăng hàn hừ một tiếng, ban đầu hắn muốn cùng đối phương lại lá mặt lá trái một hồi. Nhưng lần này trình lão đầu muốn dẫn hắn đi, xem ra tính để cho hắn làm một đan sư chuyên trách. Điều này thì Lăng hàn không thể nhịn được, tu luyện không có khả năng nhắm mắt làm liều. Trong tay lăng hàn tuy rằng còn có vài chu quả, nhưng có thể đưa hắn lên tam biến, tứ biến, ngũ biến, hắn đi đâu chuẩn bị bảo quả sinh mạng. Trông cậy vào chủ thượng này ban tặng cho hắn sao? Lăng Hàn đào hố, trôn trình lão đầu. Đương nhiên trước tiên hắn đã lục soát ở trên người của đối phương một chút, lại không phát hiện có bất kỳ manh mối nào hữu dụng, cũng không thể tìm hiểu và kiểm tra ra thân phận của lão nhân. Suy nghĩ một chút, Lăng Hàn vẫn chụp cho lão đầu một tấm hình, dự định trưng cầu một chút ở trên mạng. Hắn thu hồi vòng tròn và phi kiếm, trở lại nơi ở. Lần này sau khi đưa ra quyết định giết chết trình lão đầu, lăng hàn có loại cảm giác toàn thân buông lỏng trước đó hắn chung quy cảm giác có thứ gì đó đè nén hắn hiện tại hắn bừng tỉnh cảm giác bị áp chế này chính là khát vọng của hắn đối với tự do cho dù chỉ là lá mặt lá trái nhưng trong lúc vô tình vẫn ảnh hưởng đến hắn hiện tại toàn thân lăng hàn thoải mái suy nghĩ một chút vấn đề cũng cảm giác có thứ tự hơn rất nhiều đây mới thật sự là ta hắn thì thào hắn vừa phát ảnh của trình lão đầu đến trên mạng có tư liệu thưởng trưng cầu dĩ nhiên hắn dùng tin tức cá nhân giả tạo, bên kia, hắn đi liên lạc với người bán bạch trước thạch. Hai người rất nhanh lại đạt được nhất trí về giá cả. Sau khi vừa kết thúc nói chuyện phiếm không lâu, Lăng Hàn lại nhận được một tin tức. Hóa ra hắn trưng cầu về vấn đề trình lão đầu đã có kết quả. Có người trả lời nói, trình lão đầu gọi là trình hổ, tuổi chừng 90 tuổi. Người này tính cách hung bạo, giết chóc thành tính, nhưng hơn 30 năm trước hắn đột nhiên biến mất, bốn tưởng rằng là hắn bị đội ngũ của đế quốc thanh trừ nhưng thường xuyên lại truyền ra tin tức người này thường lui tới. Chỉ có điều bởi vì không có chứng cứ xác thực, bởi vậy cho rằng chỉ là lời đồn mà thôi. Lăng Hàn tán thành câu trả lời này, hắn trả tiền về phía tin tức, đáng tiếc, tuy rằng xác nhận thân phận của trình lão đầu, nhưng vẫn là không biết hắn ra sức làm cho ai. Một ngày nào đó sẽ biết, bởi vì sau khi trình hổ chết, thế lực sau lưng hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, sẽ lại phát động những người khác đi đối phó với mình. Trình hổ là ngũ cốt, cho nên người trở lại, khẳng định phải là mạnh hơn ngũ cốt, thậm chí là minh văn cảnh. Chỉ có điều, cũng không có khả năng là minh văn cảnh. Trên đời này lại mấy người như vậy, trừ khi hoàn cảnh thiên địa đột biến, khiến cho trình độ sinh mạng nhảy vào càng mãnh liệt. Phong tử bình, còn có không biết ngoài ngũ cốt ra, ta còn phải đối mặt với hồng thiên bộ và thế lực cường đại kia, ha ha, ta hình như cũng không có làm chuyện gì khiến người người oán trách, thế nào lại kết nhiều cừu ra như vậy.